Hello tất cả các chị ạ. Chào tất cả mọi người nha. Chào chị Nâu Cà Phê ạ. Các chị vào đi ạ, mọi người vào xem like, chia sẻ like giúp em nào. Chào chị Đỗ Thanh Hải nha, mọi người lên nha, mọi người vào xem giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em nhá. Chào chị Lê Ly ơi, mặc chị xem áo trắng đằng sau em ý. Áo trắng đằng sau em là bộ chị Hậu ơi, áo trắng đằng sau em là bộ ạ. Chào chị Nguyễn Thị Trung ạ, chào chị Thiết Ngọc nha. Mọi người vào đi nào. Mọi người vào chia sẻ cho em nha. Áo đẹp. Nào mọi người chia sẻ nhá. Có váy của chị không? À váy của chị à, để em xem có mã nào chị mặc vừa không nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào, em sẽ bán mã đầu tiên như em đang mặc cực rẻ luôn nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc nha. Tặng áo như em đang mặc cho các chị này. À, rất là đẹp luôn nha. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc cho các tình yêu nào. Áo như em đang mặc có rất là nhiều màu nhá. Mọi người vào chia sẻ like mạnh lên cho em nhá. Chia sẻ like mạnh lên cho em đây, em sẽ lấy màu áo cho mọi người xem nhá. Các chị chia sẻ mạnh lên em sẽ tặng áo như em đang mặc cho các chị luôn. Mọi người có thích tặng áo như em đang mặc không nào? Mọi người thích tặng thì chia sẻ mạnh lên cho em nhé nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em sẽ tặng áo như em đang mặc này. Các chị chỉ cần chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân nhá. Chân váy bò có, tí nữa em sẽ like chân váy bò. Quần bò chun em có, chị Nâu Cà Phê ơi. Chân váy bò có nha, rất là nhiều chân váy đẹp luôn. Váy hồng đằng sau bao nhiêu em? Mã váy hồng đằng sau là váy ren đang theo 140 nhá chị nhá. Đây váy bò như em đang mặc này. Đây, mọi người chia sẻ mạnh lên lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc. Bao nhiêu bộ đấy? Bộ đấy chỉ có 65k thôi chị Hậu ơi. 65k nhá. Đây áo như em đang mặc này các chị này. Mọi người chia sẻ lên 50 view nào. Chia sẻ lên 50 view nhá, em sẽ tặng này. Đây lên 100 view tặng hai cái nhá. Rồi ok chị Nâu Cà Phê. Đây áo màu tím than nha. Áo này có tím than này, có đỏ này các chị này, có xanh rêu này. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc nha mọi người nha. Các chị ơi rất là đơn giản, chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân. À 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần vào hội nhóm nha. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần vào hội nhóm. Đạt 50 view em sẽ tặng một áo như em đang mặc. Lên 100 view tặng hai áo nhá. Chân váy bò à, bao nhiêu chân váy bò? Đây chân váy bò như em đang mặc đây các chị này, đang sale là 140 nhá. Chân váy dài qua, chị nào mà thấp thì dài qua gối, còn chị nào cao trên mét 6 là đến gối luôn nhá. Đấy, chất bò Hàn rất là đẹp luôn. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em ạ. Chia sẻ thật nhiều nhá các chị nhá. Chia sẻ thật nhiều mạnh lên cho em. Lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc. Chào chị Lan Trần ạ. Bây giờ đã là 40 tình yêu đang xem rồi này. Mỗi người chỉ cần chia sẻ giúp em ít nhất là 5 lần nhá. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình nào. Chị nào đã chia sẻ comment, đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào đã chia sẻ comment, đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nào. À, chào chị Trinh Mít nhá, chào chị Tố Uyên, chào chị Vi Huỳnh Phương ạ. Chào em, chào chị Thùy Dương. À, ơi, tặng cho chị đi yêu quá. Mọi người chia sẻ thật mạnh lên nào. Mọi người chia sẻ thật mạnh nhá. Lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc. Các chị có thể tùy chọn màu nhá. Các chị có thể tùy chọn màu luôn. Đây các chị này, có 4 màu nhá. Màu trắng này, màu xanh rêu này, màu tím than này, màu đỏ nhá. Chị nào chia sẻ thật nhá em sẽ tặng luôn. 52kg thì mặc size M chị ơi. Chị Mai Trang 52kg thì mặc size M nhá. Nào, chia sẻ lên 50 view đi các chị ơi. Chia sẻ lên 50 view nhá. Rồi ok, chị Lưu Thu Hương đã chia sẻ này. Chị Trinh Mít đã chia sẻ. Các chị nhớ là phải chia sẻ lên trang cá nhân ở chế độ công khai nhá. Ở chế độ công khai cho em nhá. Lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc. Các chị có thể tùy chọn một trong bốn màu này ạ. Tùy chọn một trong bốn màu này nhá chị nhá. Màu đỏ, màu tím than và màu xanh rêu. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Lên 50 view em sẽ tặng áo như em đang mặc ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ cho em nào. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Đạt mốc 50 view tặng một áo, đạt mốc 100 view tặng hai áo luôn. Áo trắng em mặc em sẽ tặng cho các chị nhá. Em sẽ tặng cho các chị khi chia sẻ livestream ạ. Đây rất là đẹp luôn đúng không các chị?
rất là đẹp luôn này, em sẽ tặng cho các chị khi chia sẻ livestream. Chị nào đã chia sẻ thì comment vào đây đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Comment vào đây đã chia sẻ nào, lên 50 view em sẽ tặng một nhá. Lên 50 view em sẽ tặng một áo, lên 100 view em sẽ tặng hai áo luôn ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Các chị xem có rõ không? Mọi người xem rõ thì comment cho em biết nào. Bây giờ đã là 40 view rồi, chỉ cần 10 chị vào, 10 chị đang xem thôi nào. 42 rồi nào, mọi người đẩy view lên 50 view em sẽ tặng nhá. Các chị có thể tùy chọn một trong bốn màu này nhá. Tùy chọn một trong bốn màu này các chị này. Tùy chọn một trong bốn màu này. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại để em chốt nào. Lên 46 rồi các chị ơi. Lên 46 rồi, chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ nhá. Chỉ còn 4 chị nữa thôi nhá. Rồi ok chị Tôm Tôm. Lên 46 rồi mọi người ơi. Đừng vội thoát ra tại vì em sẽ chốt mini game ngay sau đây ạ. Đừng vội thoát ra nhá, em sẽ chốt mini game ngay sau đây nhá. 46 tình yêu đang xem rồi. Lên 50 view em sẽ tặng một áo này. Rồi ok chị Nắng Thảo Nguyên đã chia sẻ. Nào mọi người đẩy view lên 50 view nào, chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nhá. Lên 50 view em sẽ tặng một áo ạ. Lên 100 view tặng hai áo nhá mọi người nhá. Lên 100 view tặng hai áo, lên 50 view em sẽ tặng một áo. Càng lên nhiều, lên 50 người em sẽ tặng tiếp nha mọi người nhá. Lên 150 người em sẽ tặng ba áo luôn. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chào chị Nguyễn Thu, bao nhiêu áo bạn đang mặc? Áo em đang mặc hôm nay em sẽ dành tặng cho các chị nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ dành tặng cho các chị có thể tùy chọn một trong bốn màu này. Màu đầu tiên là màu đỏ này, màu thứ hai là màu xanh rêu và màu thứ ba là màu tím than và màu trắng như em đang mặc. Mã này không có đen chị ơi, mã này không có đen. Đấy, mã này không có đen. Mọi người chia sẻ nào. Ai chưa chia sẻ thì chia sẻ mạnh lên nào. Ngay sau đây em sẽ chốt mini game này. Ngay sau đây em sẽ chốt mini game nhá. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ nào. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em nào. Các chế ơi, 49 rồi. Chỉ còn một tình yêu nữa thôi nào. Ai chưa chia sẻ thì nhanh tay nào. Nhanh tay nhá, em chốt mini game này. Chốt mini game nhá. Mọi người giữ mức nhá, đừng vội thoát ra đấy nhá. Em sẽ chốt mini game cho chị nào đây ạ. Đây, em sẽ chốt mini game bất kỳ này. Chốt mini game bất kỳ nhá. Đây, chốt mini game bất kỳ này. Lên 50 người, 50 người rồi. Đây, chị nào đây nào. Ghim bình luận như nào nhỉ các chị nhỉ? Bây giờ xong ghim được bình luận nhỉ? Các chị ơi, ghim bình luận như nào nhỉ? Mọi lần ấn vào là ghim được mà. Sao bây giờ không ghim được bình luận nhỉ? Mọi người ơi, em sẽ chốt bất kỳ này, không ghim được bình luận của mọi người này. Làm thế nào bây giờ nhỉ các chị nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá, em sẽ chốt này. Đây. Bây giờ muốn ghim không ghim được này các chị này. Muốn ghim không ghim được thì làm thế nào nhỉ? Đây là mọi người chia sẻ mạnh lên nào, mọi người chia sẻ nhá. Em sẽ chốt mini game nhưng mà các chị ơi, không ghim được rồi. Không ghim được rồi thì làm thế nào bây giờ các chị ơi? Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ mạnh lên nhá. Nào mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng hai áo nào. Làm cách nào để ghi bình luận cho mọi người được nhờ? Sao hôm nay lại không ghim được nhờ? Đây nha, em sẽ chốt chị nào đây. Em sẽ chốt bất kỳ nhá, chốt bất kỳ nhá. Không ghim được bình luận thì em sẽ cho mọi người nhìn vào đây nào. Em sẽ cho mọi người nhìn vào đây nhá. Chị nào đây nhờ? Chị nào đã chia sẻ nhờ? Chị nào đã chia sẻ là em sẽ ghi bình luận nào. Em sẽ ghi bình luận nào. Nào mọi người comment chia sẻ nhiệt tình lên nào. Chị gì đấy à? Chị gì đây các chị ơi, chị gì đây à? Chị Đỗ Thanh Hải à. Rồi xin chúc mừng chị Đỗ Thanh Hải nhá. Tại vì là em không ghim được bình luận, em sẽ chốt cho một người bất kỳ nhá. Xin chúc mừng chị Đỗ Thanh Hải nhá. Chị Đỗ Thanh Hải chốt màu nào thì comment cho em biết nha. Em sẽ kiểm tra chị Đỗ Thanh Hải nhá. Mọi người chia sẻ lên 100 view nào. Chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng tiếp nào mọi người nào. Em sẽ kiểm tra chị Đỗ Thanh Hải, nếu chưa chia sẻ thì em sẽ chuyển phần quà cho cho người khác nhá. Em sẽ chuyển phần quà cho người khác này, tại vì là không ghim được bình luận nên là em sẽ chốt bất kỳ một người nhá. Em sẽ chốt bất kỳ một người này. Đây rồi, ok chị Đỗ Thanh Hải đã chia sẻ một lần, hai lần này, ba lần này. Rồi ok, chị Đỗ Thanh Hải đã chia sẻ ba lần rồi ạ. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên 100 view nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng hai áo nhá. Lên 100 view em sẽ tặng hai áo này. Chị Đỗ Thanh Hải lấy màu nào nào? Màu rêu này các chị này. Màu đỏ và màu tím than nhá. Màu rêu, màu đỏ và màu tím than. Tiếp tục chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Tiếp tục lên 100 view em sẽ tặng quà cho mọi người này. Lên 100 view em sẽ tặng cho hai chị luôn. Đi quay đằng sau chị xem. Đây, áo sau em mặc đây, rất là đẹp luôn. Đấy.
Rất là đẹp luôn. Mọi người chia sẻ lên 100 view nhá. 100 view tiếp tục tặng hai áo nữa các chị ơi. 100 view tặng hai áo luôn, mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ lên 100 view nhá. 64 người rồi các tình yêu nào. 64 chị rồi, hôm nay lên 100 view em tặng luôn cho các chị hai áo nào. 64 rồi các chị ơi, chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Chia sẻ lên hội nhóm chợ nhá. Chị mỗi chị chỉ cần chia sẻ thôi em ít nhất là 5 lần thôi. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nha mọi người nhá. Theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước, chị Đỗ Thanh Hải đã là người may mắn nhận được quà của shop nhá. Tại vì hôm nay không ghim được nên là em không ghim cho các chị được. Mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ chốt bất kỳ nhá. Em sẽ chốt bất kỳ này các chị này, em sẽ chốt bất kỳ hai người nhá mọi người nhá. Chốt bất kỳ hai người luôn, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ thật nhiều cho em nhá, em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Đây chị Đỗ Thanh Hải đã là người trúng mini game đầu tiên này. Mọi người chia sẻ lên 100 view cho em đi nào. Chia sẻ lên 100 view nhá. Rồi ok, chốt đỏ cho chị Đỗ Thanh Hải này. Nào, chị nào chia sẻ thì chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Chia sẻ mạnh lên cho em, lên 100 view nhá. Em sẽ chốt phần quà mini game cho mọi người. Hai áo luôn nhá mọi người nhá. Hai áo luôn. Rồi ok, cho chị Đỗ Thanh Hải một chiếc này. Nào, chị nào chốt nào. Chị nào chốt nào các chị ơi, chị nào chốt nào comment nào. Nhanh tay comment nhá. Lên 100 view tặng hai áo cho các tình yêu luôn. Tặng luôn hai áo nhá mọi người nhá. 65 cân không vừa đâu chị Hoa Hồng Xanh ơi, mãi em mặc tầm khoảng 55 56 cân quay đầu thôi. Nào mọi người chia sẻ lên 100 view nhá. Tiếp tục chia sẻ lên 100 view cho em, tặng luôn hai áo này. Đây nhá, còn ba màu này, màu rêu, màu tím than và màu trắng nhá. Lên 100 view tặng luôn ba áo, tặng luôn hai áo cho các chị. Tặng luôn hai áo cho các chị nhá, mọi người chia sẻ nào. Chị nào vào sau chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng luôn hai áo nhá. Hai áo như em đang mặc cho các chị luôn đây. Hai áo như em đang mặc luôn cho các chị nhá. Nào mọi người có muốn chơi mini game nữa không nào, mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Đạt mốc 100 view em sẽ tặng luôn hai áo. Chị Đỗ Thanh Hải là người đầu tiên trúng mini game nhá. Chị nào muốn trúng mini game tặng áo như em đang mặc nhá. Tặng không đồng luôn nhá mọi người nhá. Em tặng không đồng luôn cho các chị ạ. Tặng luôn hai áo khi đạt mốc 100 người nhá mọi người nhá. Tặng luôn hai áo nào mọi người, tiếp tục chia sẻ cho em. Tiếp tục chia sẻ ở chế độ công khai cho em nhá. Em sẽ vừa bán hàng vừa tặng nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Mở hàng mã đầu tiên này, chị nào chưa chia, chị nào chia sẻ mà không được trúng mini game nhá. Em sẽ bán mã này với giá là 50k cho các chị chia sẻ livestream nhá. 50k cho các chị chia sẻ livestream. Hiện tại là còn 3 màu, màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy cho em nhá. Màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than, 50k cho các chị chia sẻ livestream. Khi đạt mốc 100 view em sẽ tặng nha mọi người. Tiếp tục chia sẻ lên 100 view đi, em tặng hàng luôn hai áo cho mọi người. Em tặng luôn hai áo cho các chị nha. Màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. 50k này, bán mở hàng cho các chị này. 50k nhá, áo rất là đẹp luôn này. 50k nhá mọi người nha. 50k trắng xanh rêu nhá. Trắng xanh rêu và tím than đây, màu xanh rêu đấy các chị này. Đằng sau là cúc ngọc nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Váy đen. À, váy ren em đang sale là 140 nhá mọi người nhá. Em ở Tuyên Quang. Em có bỏ xỉ nhá chị Hằng Môn nhá. Em có xỉ nhá. Đây xanh rêu này các chị này. Xanh rêu lên đẹp không này. Đấy. Xanh rêu nhá, tím than nhá, trắng nhá. Em sẽ bán mã mở hàng 50k cho các chị. Tại vì hôm nay mọi người chia sẻ livestream cho em rất là nhiều. Lên 100 thì em sẽ tặng tiếp cho mọi người nhá. Đây màu xanh rêu này. Đấy chị nào lấy đi comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu kèm số điện thoại, mã này cho các chị tầm khoảng từ 45 đến khoảng 55 56 cân là mặc đẹp này. Từ 45 đến 55 56 cân là mặc đẹp nhá. Em còn hai à em còn 3 chiếc. Màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than nhá. Đấy. Màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than, 50k cho các chị chia sẻ livestream này. 50k cho các chị chia sẻ livestream nhá. Mã này từ 45 đến 55 56 cân vừa nhá. Từ 45 đến 55 56 cân vừa. Còn màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than. Đây, màu trắng, màu xanh rêu và màu tím than này. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy. Chân váy bò thì tặng màu trắng đi để mua một hai cái. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên 100 view đi, em tặng hai chiếc luôn cho các chị nhá. Mọi người chia sẻ lên 100 view em tặng luôn hai chiếc cho các chị nào. Nào, chị nào chốt xanh rêu thì comment xanh rêu nhá. Chốt trắng thì comment trắng kèm số điện thoại cho em. Chỉ 50k một chiếc áo lụa rất là đẹp luôn nha các chị nhá. 50k một chiếc áo lụa đẹp này các chị nào. Đây các chị nhìn nha, may rất là nét luôn. May rất là nét luôn mà chỉ có giá là 50k nhá. Ai lấy đi comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi Nguyễn Thị Mai Hoa đã chia sẻ. Lên 100 view đi các chị ơi, lên 100 view tặng hai áo nhá. Lên 100 view em sẽ tặng hai áo cho mọi người.
rêu cho chị Thủy Nguyệt này rồi. Ok, cho chị Thủy Nguyệt rêu nhá. Nào các chị có đơn rồi, cố gắng chọn cho em từ 2 sản phẩm trở lên nhá mọi người nhá. Cho rêu cho chị Thủy Nguyệt. Cúp đang mặc cái gì đây chị ạ? Chốt rêu cho chị Thủy Nguyệt này. Chỉ với giá 50k thôi nhá mọi người nhá. 50k áo như em đang mặc ạ. Nào em vẫn còn màu trắng, màu rêu và màu tím than nhá. Em vẫn còn trắng và rêu và tím than này, Thủy Nguyệt này. Không 1, 6, 7 này. 4, 5, 6, 3, 9, 6, 1. Rồi ok. Nào chị nào lấy đi comment nhá. Vẫn còn trắng xanh rêu và tím than. Trắng xanh rêu và tím than 50k. À, nhà em ở Tuyên Quang nhá chị nhá. Nhà em ở Tuyên Quang ạ. Chị nào lấy thì comment ạ. Comment trắng xanh rêu và tím than cho em nhá. Để em qua mẫu khác cho mọi người nhá. Chân váy như em đang mặc có bán này các chị này. Chân váy như em đang mặc nhá, 140k. Hàng siêu đẹp luôn. Đủ size SML này. Chân váy 140k đủ size SML nhá. Đây em lấy cho mọi người xem. Đây, chân váy như em đang mặc đây. Quá đẹp luôn nhá, đủ size SML cho các chị lựa chọn luôn. Đây các chị này. Đấy, rất là đẹp đúng không? Có hai màu là màu đậm và màu nhạt nhá. Màu nhạt như em đang mặc và màu đậm như em đang cầm trên tay đấy các chị ơi. Màu đậm và màu nhạt này, chị nào lấy thì comment. Rồi ok, chị Xinh Bùi Trắng này, Đặng Hứa mua tả nào đây. Có bộ mặt ngà nhá, rồi ok. Chốt trắng cho chị Xinh Bùi này. Rồi ok, tình yêu nhá, chân váy này các chị ơi. Sao không trả lời chị Hải Anh ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment này. 50 cân mặc vừa nhá, chị Nguyễn Huế nhá, 50 cân mặc vừa. Đấy, rất là đẹp luôn. Không phải là em không bán mà tại vì là nhiều comment quá em không trả lời được kịp ý. Nếu mà mọi người không thấy em trả lời thì mọi người có thể comment lại nhá. Tại vì là nhiều người nó bị ẩn comment ý, tương tác chưa tốt ý thì nó bị ẩn comment, em không trả lời được kịp. Cho chị xanh rêu một trắng. Rồi ok, cho tôi chị hoa hồng xanh một trắng. Chị hoa hồng xanh cho em xin lại số điện thoại ạ. Chị hoa hồng xanh một xanh rêu một trắng này, quá đẹp luôn, 50k nhá. Nào chị nào lấy xanh rêu như là lấy áo như em đang mặc thì comment nhá. Chỉ với giá là 50k thôi. Còn màu tím than này. Còn màu tím than nhá chị nhá. Còn màu tím than nhá. Chị 49 cân. 49 cân mặc vừa nhá chị ơi. 49 cân mặc vừa luôn. Nào chị nào lấy thì comment à. Comment nhá. Một trắng một xanh rêu đây. Chị hoa hồng xanh cho em xin lại số điện thoại ạ. Chân váy là 140 nhá chị nhá, đủ size luôn. Chân váy 140 này các chị này. Đây, như em đang mặc đây. Cho xem váy đen. Rồi ok. Đây nhá, váy đen đi nhá chị Hải Anh nhá. Váy đen thì em đang sale là 140k này. Size tầm khoảng từ 51 cân quay đầu nhá, 50-51 cân quay đầu. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, chốt cho chị hoa hồng xanh này. Đây. Màu này, mẫu này em có màu trắng, màu đen với màu hồng nhá. Chị nào lấy thì comment nhá. Chút xíu nữa em sẽ bán váy. Chút xíu nữa em sẽ bán váy cho mọi người ạ. Các chị muốn mua váy thì nhanh tay comment nhá. Xỉ thì mọi người có thể nhặt trực tiếp mẫu ở trên like ạ. Vẫn còn trắng như em đang mặc. Chị nào lấy thì comment trắng à. Chị nào lấy thì comment trắng cho em nhá. Comment trắng kèm số điện thoại cho em đi nào. Vẫn còn trắng nhá, 50k áo như em đang mặc. 56kg, 56 cân không vừa đâu chị ơi. Mã đấy thì tầm khoảng 50-51 cân quay đầu thôi ạ. 50-51 cân nhá. Không 165 này, hoa hồng xanh này. Không 165 648 7666. Rồi ok. Bộ trắng đằng sau chị mặc vừa không ly. Bộ trắng đằng sau chị vừa nhá chị Hậu ơi. Bộ trắng đằng sau nhá. Em còn hai bộ đang sale là 70k đây. Đây, 70k một bộ nhá. 70k một bộ này. Các chị mua luôn hai bộ là 130 nhá. Mọi người mua combo hai bộ là 130 hai bộ này mọi người này. 130 hai bộ nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Cho chị xem đầm trắng em. Rồi ok, chị Nhung Bích chờ em một tí nhá. Bộ này đang sale là 70k một bộ, tầm khoảng 55 cân quay đầu. Chất thì siêu đẹp luôn. Chất mọi người không phải nghĩ nha.
từ 40 đến 55 cân quay đầu này. Chị nào lấy bộ thì comment nhá. Có bộ kẻ với bộ bi. Sale là 70k một bộ. Nếu mà các chị mua combo hai bộ thì sẽ là 130 nhá. 130 hai bộ luôn nhá mọi người nhá. Đây váy trắng đây chị Nhung Bích này. Váy trắng đây nhá các chị nhá. Váy trắng đây rất là đẹp luôn. Đấy, váy trắng này đang sale 140 một chiếc này. Hàng ren chị đẹp nhá mọi người nhá. 250 đang sale còn 140 nhá. Siêu đẹp luôn. Các chị tầm khoảng 50 51 cân quay đầu mặc vừa, từ 43 44 cân đến 50 51 cân quay đầu mặc vừa này. Rất là đẹp luôn nhá. Em có màu trắng, màu hồng và màu đen. Chị nào lấy thì comment mã lại các chị bảo đi chơi đi, đám cưới đi, dự tiệc nhá. Quá xinh luôn nhá mọi người nhá. Quá xinh luôn. Ren của em là ren mềm mềm đẹp. Sao không nhìn thấy mình? À chị Nguyễn Sinh Lệ Nghĩa ơi, bây giờ mới nhìn thấy comment của chị này. Đổi mẫu nhá mọi người nhá. Em đổi mẫu này. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Rồi ok, chốt cho chị này. Rồi chị Nguyễn Sinh Lễ Nghĩa hỏi gì ạ? Cho chị bột chấm bi nhá. Rồi ok, chốt chấm bi cho chị Hậu này. Đây nha mọi người nha, sale này. Sale áo phông em đang mặc nha, 50k nhá. Ai lấy đi comment no tay cho em. Chốt chấm bi cho chị Hậu Nguyễn này. Áo phông như em đang mặc sale 50k nhá. Chị nào lấy đi comment no tay kèm số điện thoại cho em nhá. No tay kèm số điện thoại cho em. Chị Hậu Nguyễn này. Mua luôn hai bộ đi chị. Hãy mua luôn combo hai bộ đi. Hai bộ chỉ có 130 thôi, rất là đẹp luôn. Chất áo phông rất là mát nha mọi người nhá. Chất áo phông cực mát luôn. Nào, áo như em đang mặc này, sale 50k áo như em đang mặc nhá. Các chị tầm khoảng 52 53 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy thì comment nâu tây cho em mã này, em có nâu tây với trắng này. 50k nhá, nâu tây với trắng này mọi người này. Đây rất là đẹp luôn. Đấy. Chị Sinh Bùi nâu tây rồi, ok. Chốt cho chị Sinh Bùi nâu tây này. Mặc váy đen kia đi ạ. Rồi ok, chờ tí em mặc váy đen này. Chị Sinh Bùi này. 0169 này. 0169 ạ. 2203 2203 3678 220678. Rồi ok nhá. Có màu khác không? Mã này em có trắng với nâu tây chị ơi. Mã này em có trắng với nâu tây này. Đây rất là đẹp luôn. Trắng đây nhá các chị nhá. Có trắng và nâu tây, chị nào lấy trắng thì comment trắng này. Ai lấy trắng nhá thì comment trắng cho em. Trắng mặc cũng rất là đẹp, em mặc trắng cho các chị xem này. Chỉ 50k nhá mọi người nhá, chỉ 50k thôi, rất là đẹp luôn. Đây, trắng rất là đẹp luôn đây. Trắng rất đẹp nhá mọi người nhá, siêu đẹp luôn. Đấy, chỉ 50k này. Rồi ok, chị Sinh Bùi lấy trắng nữa này. Có chị nào chốt nữa không ạ? À? Có chị nào chốt thì comment cho em nhá. Comment cho em chỉ 50k mã này thôi nhá mọi người nhá. Siêu rẻ, siêu đẹp. Rồi ok. Nào mọi người em chuyển mẫu nhá. Em chuyển mẫu ạ. Ai lấy chân váy như em đang mặc thì comment nè. Có chị nào thích chân váy như em đang mặc thì comment cho em biết ạ. Đây đổi mẫu này mọi người này. Đổi qua cái mã này nhá.
Đây chuyển qua mã này. Nâu tây rồi, ok chị Nữ Mi nâu tây. Em cho chị bộ chấm bi rồi nhá. Chốt cho chị hậu bộ chấm bi rồi. Đây nha, chuyển qua mã nhen đang mặc này. 50k này các chị này, 50k vàng nhá. Chị nào lấy thì comment nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. 50k vàng ai lấy thì comment cho em nào. 50k vàng nào các chị ơi, 50k vàng nhá. Ai lấy thì comment cho em này. Đây rất là đẹp luôn đúng không? Rất là đẹp luôn, 50k vàng đây. Nào có chị nào lấy vàng thì comment cho em nhá. Chân váy nhỏ nhất. Chị chân váy. Đây 50k vàng này các chị này. Quá đẹp luôn nhá. Ai lấy vàng comment vàng kèm số điện thoại cho em nào. Vàng kèm số điện thoại nhá. Đang sale chỉ 50k thôi nhá mọi người nhá. Rồi tí nữa em mặc váy nhé, em bán qua một số mã áo phông rồi em mặc đến váy. Em bán qua một số mã áo phông rồi em mặc váy cho mọi người xem nhá. Đây, tiện bán luôn một số mã áo phông này. Vàng 50k nào, có chị nào lấy vàng không nào? Chị nào lấy vàng thì comment vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã áo phông này rất là mát luôn. Cho chị trắng mã trước, mã này và tím than nữa. Trắng mã trước, mã này và tím than. Có phải trắng mã này không chị ơi? Đây, có phải trắng mã này không chị Thảo? Thảo Phạm này. Đây, có phải trắng mã này thì comment cho em nhá. Trắng mã này và áo tím than này. Đây, một trắng một tím than này và một vàng như em đang mặc nhá. Nếu mà đúng thì comment cho em. Một trắng một tím than như thế này và một vàng như em đang mặc. Đúng thì ok kèm số điện thoại cho em nhá. Comment ok kèm số điện thoại cho em. Ly ơi gộp chung cho chị với Bích Bột nhé. Rồi ok. Rồi để vai em gửi chung cho chị với chị Bích Bột luôn. Đây nhá mọi người nhá, mọi người chờ chút xíu nhá, em bán qua một vài mã áo phông này, em bán váy cho mọi người này. Nào chị nào lấy vàng nhá, đang mặc thì comment vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Nếu mà chị Thảo Phạm đúng thì ok cho em, kèm theo số điện thoại để em chốt nhá. Kèm theo số điện thoại để em chốt nào các chị. Ok, kèm theo số điện thoại để em chốt. Áo nhá đang mặc có chị nào chốt không ạ? Chỉ với 50k thôi này các chị này. Cho em một mã trắng nữa đi. Chị Thủy Nguyệt lấy mã trắng nào ạ? Chị Thủy Nguyệt lấy mã trắng nào thì comment cho em nào. Đây nhá mọi người nhá, đây rất là đẹp luôn này. Mã vàng này 50k này. Chị nào lấy comment vàng kèm số điện thoại cho em. Chỉ còn vài chiếc thôi. Hai thôi em, một trắng một tím than. Rồi hai thôi em, một trắng một tím than thì cho em xin số điện thoại thì em mới chốt được nhá chị nhá. Có số điện thoại thì em mới chốt được ạ. Chị Nguyễn Xuân cho em số điện thoại là lấy gì ạ? Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vàng kèm số điện thoại cho em này các chị này. Rất là đẹp luôn. Chỉ với giá là 50k một áo vàng nhá. Rồi một trắng một tím than cho chị Thảo Phạm này. Một trắng một tím than chốt cho chị Thảo Phạm nhá. Dạ. Vâng. 0943 này. Có quần áo tham bảo không? Mai nhé bà ơi, bây giờ cháu không biết tìm đâu. 0943 958 2 Mai bà ra, sáng mai bà ra. Rồi ok, cho tôi chị Thảo Phạm này. Rồi ok, chuyển mẫu nha các chị nha. Chuyển mẫu nha, ai lấy áo nghe nhưng mà chỉ comment trắng nhá. Chỉ giá 50k nhá mọi người nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em.
muốn mua quần áo gì? Mai cả ra nhá. Bây giờ mẹ cháu mới nhà đấy. Đây nhá, tiếp này các chị này. Tiếp một mã kẻ này. Áo gia đình không, áo gia đình thì hiện tại là không nhé chị ơi. Áo gia đình em hết rồi. Màu trắng 50k em hết rồi. Cho chị một vàng em đang mặc nữa nhá. Rồi ok, chốt cho chị Hậu một vàng em đang mặc. Rất là đẹp luôn nhá. Đây nha, tiếp này. Tiếp áo như em đang mặc nhá các chị nhá. Tiếp áo như em đang mặc. Vào mai vào ra nhá. Tiếp áo như em đang mặc, sale là 50k này. Chị nào lấy kẻ comment kẻ cho em nhá. Chị nào lấy kẻ comment kẻ cho em 50k. Cái mã này các chị 52 cân quay đầu bọc vừa nhá. Đằng sau phối ren rất là đẹp này. Phối ren cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy thì comment kẻ cho em. Kẻ kèm số điện thoại cho em nhá. 50k áo kẻ này thôi, rất là đẹp luôn. Nào có chị nào lấy kẻ không nào? Em ơi cho xem quần bò mặc đi làm. Quần bò mặc đi làm chị muốn mua dáng baggy hay là dáng bó ạ? Mặc váy baggy hay là mặc dáng baggy hay dáng bó? Chị Dương Hằng muốn mặc váy màu gì nhỉ? Màu đen hay màu gì nhỉ? Chị nhớ comment lại nhá. Chị nào lấy kẻ thì comment kẻ nào. Kẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Kẻ kèm số điện thoại cho em ạ. 50k áo kẻ nhá. 50k áo kẻ nào, để em chuyển qua mẫu nào. Cháu chả sút cân này. Quần trắng em đang mặc có bán này. Quần trắng em đang mặc là 80k nhá. Đây nào các chị ơi, đây chuyển qua mặc áo nâu này nhá. Mặc áo nâu rất là đẹp luôn này. Đây, chỗ này là thêu nhá mọi người nhá. Thêu nhá, mã này 50k, chị nào lấy comment nâu cho em. Nâu nhá, 50k thôi, mã này 55, 56 cân mặc được. Rồi ok, mặc váy đen cho chị Dương Hằng xem, chờ em chút nhá. Nâu 50k nào. Trương Thị Xuân 50 cáo kẻ đây. 50 cáo kẻ đây chị này. Chị nào lấy nâu nghe đang mặc thì comment nâu kèm số điện thoại cho em. Quần bò mặc đi làm có những kiểu gì, có màu đen không? Quần bò mặc đi làm thì em có nhiều kiểu, cực kỳ nhiều kiểu luôn, có đen nhá. Đây nhá. Kẻ 50k này, chị nào lấy thì comment kẻ nhá. Tầm khoảng 52 cân quay đầu mặc vừa. Kẻ 50k này, duy nhất một chiếc sale note này. Nào nâu 50k đi các chị ơi, nâu 50k nào. Nâu nhá. Chất cốt tông mát lạnh luôn, thề với các chị, chất xuống cực kỳ luôn. Đấy. Chỗ này là thêu luôn này. Thêu nhá. Em ở Tuyên Quang nhá mọi người nhá, chỗ này là thêu nhá. Đấy, mã này các chị tầm khoảng từ 40 đến khoảng 55 cân quay đầu vừa thoải mái luôn. Từ 40 đến 55 cân quay đầu vừa này. Nào có chị là chốt nâu không, để em qua mẫu nè. Chốt nâu để em qua mẫu nha. Rất là đẹp luôn. Chị nhận được rồi, ok lắm. Cảm ơn tình yêu nha. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Có gì ủng hộ em tiếp này. Quần chun các chị ơi, đây nhá. Quần em đang mặc là chun này. Quần khóa em cũng có, nếu mà các chị muốn mua quần trắng khóa thì em cũng có nha. Quần như em đang mặc là chun chất thô nhá. Rất là đẹp luôn. Mà mặc dễ chịu cực kỳ. Quần này có cả đai nữa. Ai không chốt nâu này để em qua mẫu nhá. Em sẽ thử váy đen này cho mọi người xem này. Em sẽ thử mã váy đen này cho mọi người xem nhá. Nhiên của các cái áo lâu bà thì mặc không vừa áo đâu. Vâng. Đây nhá. Chị lấy quần 43 cân 1m54. Cho anh xin số điện thoại. Đây nào, chị nào muốn hỏi váy ren nào. Chị nào hỏi váy ren đen đây ạ. Đây nha, em thử cho mọi người xem này.
Đây, rất là đẹp luôn. Mặc lên cực tan nhá. Sale chỉ 140k mã váy ren này, có màu trắng, màu be và màu hồng. Màu trắng, màu be và màu hồng. Rất là đẹp luôn. Béo thần kinh sao? Tuổi bảo là béo tính đẹp. Màu trắng, màu be, màu đen và màu hồng. Mã này là 140 một váy nhá. Các chị từ 44, 45 cân đổ lên đến khoảng 50, 51 cân. Rồi ok, thêm đơn nâu nhé. Rồi ok, chị xinh bùi thêm một nâu này. Rất là đẹp luôn nhá. Nào, có chị nào lấy váy em đang mặc thì comment nhá. Comment nhá. Em là cao 1m6 nặng 50 cân nhá chị nhá. 1m6 nặng 50 cân này. Có màu hồng này. Chị nào thích công chúa bánh bèo mặc màu hồng nhá, rất là xinh luôn. Đây màu hồng nhá. Có màu nâu tây. Chị Trương Thị Xuân cho em xin số điện thoại ạ. Đây nâu tây này các chị này. Màu be, đây là màu be. Đây, be rất là đẹp. Chất ren đẹp nhá. Cái này các chị mua mặc đi chơi, đi ăn cưới, đi tiệc. Áo trắng nãy còn không, áo trắng nãy em hết rồi. Đây, váy trắng này nè. Đấy. Chị nào lấy váy thì comment cho em, chỉ 140 một váy nhá. 140 một váy từ 44 45 cân đến khoảng 50 cân. Chị nào lấy thì chốt cho em. Cho em một nâu. Các chị ơi comment nâu kèm số điện thoại. Chị ơi em lấy hai cái màu trắng nha. Rồi ok. Chốt cho chị Nguyễn Trang thêm một cái trắng nhá. Chị Nguyễn Trang hôm nay đơn có một cái trắng rồi đúng không? Chốt thêm một cái trắng chị Nguyễn Trang này. Rất là đẹp luôn. Rồi chị Huyền Hùng muốn mua quần ống rộng kiểu gì đấy? À ấy nào. Dạ chị thích mua quần suông thì ông nọ. Hôm nay các chị mua quần suông mua hai cái thì chỉ 150 một đôi. Một cái hoàn để già rồi đúng không? Đây này. Ô này, đi này. Ô, sao lại còn một cái trắng đấy nhỉ? À, cái trắng đấy là trắng mà để cho mẹ tìm kiếm bấy lâu ấy. Không phải, cái này chắc mình vừa lấy nọ. Không, cái vừa lấy nọ bán rồi mà. Cái đấy mẹ thấy đâu ấy? Đấy, túi này là túi mới mà. À ừ, túi mới. Có trắng form rộng mà 50 cân không ly. Đây nhá, mã này 50 cân mặc vừa này các chị này. Đây, em 51 cân. Em 50, 51 cân đây. Rất là đẹp luôn đúng không? Như công chúa luôn. Có cả be với hồng này. Có cả be với hồng nhá chị nhá. Hết trắng rồi mà váy đen này hết trắng còn be với hồng. Chị nào vừa hỏi đen mà em mặc thử đen cho xem ý nhở. Cho chị đen đi em nha. Chị Jessica Nguyễn cho em xin số điện thoại. Quần baggy vải, trời ơi quần baggy vải còn toàn size bé thôi. Chào chị Dương Thanh Tuyên. Còn toàn size bé em không vừa. Sang tuần về size rộng nhá. Nào chị nào lấy váy như nó mặc đen 39 cân thì sợ mặc rộng. Đen kèm số điện thoại nhá chị Jessica Nguyễn đó. Chị Jessica Nguyễn cho em số điện thoại để em chốt ạ. À. Cho em xin số điện thoại nào. Rất là đẹp luôn nhá. Để em thử hồng cho mọi người xem. Mặc màu hồng lên cực xinh luôn. Cho em xin số điện thoại chị Jessica Nguyễn ơi. 140 thôi, rất là rẻ luôn. Mọi người mua chỗ khác nhá. Em đảm bảo các chị mua ở shop phải 250 trở lên luôn. Rất là đẹp. Đấy, váy này hôm nay 200, em sale còn 140 nhá. 200 sale còn 140. Chị Jessica Nguyễn nếu mà lấy đen thì cho em xin số điện thoại để em chốt nè. Để chị gửi hai cái. À chị ơi không bớt được tại vì là giá sale nhá mọi người nhá. Giá như em là giá sale mọi người yên tâm. Hàng rất là đẹp mà giá lại rẻ. Chỉ với 140k này mọi người đã dinh một chiếc váy rất là xinh này. Các chị mua ngoài shop em đảm bảo mọi người phải mua từ 250 trở lên thật sự luôn. Hàng đẹp mọi người nhìn này từ đường kim mỗi chỉ may rất là nét nhá. Nó không đấy. Phải cái hàng cứng đơ. Nếu không phải cái hàng cứng đơ đâu. Mọi người nhá, hàng của em rất là mềm luôn. Cái hàng cứng đơ ấy chỉ có bán tầm khoảng 70-80 nghìn thôi. Đấy mọi người yên tâm, hàng đẹp mà giá rẻ nhất rồi, bao chất luôn rồi. Chị lấy đen thì cho em xin số điện thoại. Chị Dương Thanh Tuyên lấy gì ạ? Chị Dương Thanh Tuyên lấy gì thì comment nhé. Có số điện thoại đây rồi nhưng mà chưa biết là chị lấy gì. Mặc hồng cho mọi người xem này. Bé hơn một tí rồi mà.
Không, cái này rộng hơn rộng thứ hai đứa nhỉ. Cái này cái rộng cái rộng mắt nhỉ, không nhìn người rồi. Cái rộng nó đang bấm kia. Đi chơi thì... Em lại mặc ngay màu hồng này cho em. Em mặc cái màu hồng này cho chị xem. 39 cân rộng chị ơi, mẹ ơi. Các chị tổng khoảng từ 42, 43 cân thì mới mặc vừa nhá. 39 cân thì mặc rộng đấy. Hồng thì các chị này. Chị có cái váy chấm bi ấy. 39 cân thì em có cái mã chấm bi thì em sẽ like cho mọi người xem be nhá. Chị nào lấy thì comment nhá. Mỗi màu chỉ còn một chiếc thôi, nhanh tay. Chốt đen cho chị Jessica này. Cái này là bông hoa. Đây rất là đẹp luôn nhá. Các chị tầm khoảng từ 44, 45 đến khoảng 50 cân, 50, 51 cân. Rồi ok, tí cho chị xem áo phông trắng treo sau với nhé. Ok chị Hà Vang nhá, chờ em một tí. Rồi đây. Ai lấy hồng thì comment hồng nhá. Tí xíu em sẽ thử be. Một chút xíu em sẽ thử be này. Chị mặc mà hì chị gầy. Chị Hậu. Không 166 này. 66 563 5 63 9840 0166 5 63 9840 49 cân 1m50 có chị ơi. 49 cân 1m50 vừa nhá. Chị mặc mà hì gầy. Chị mặc cái gì hả chị Hậu? Chị lấy cái nào ạ? Chị Hậu mặc áo. 49 cân 1m50 vừa nhá. Nào còn B nào các chị nào? Còn B nào? Còn B với Hồng nào? 47 cân 1m50 mặc cái đang mặc vừa không? 47 cân 1m50 có vừa nhá mọi người nhá. Mã này các chị tổng 50 51 cân vừa. Đây, rất là đẹp luôn ạ. À. Chị nào lấy hồng thì comment hồng này, be này. Màu nào lên cũng đẹp thực sự ấy các chị ạ. Mã này màu nào lên mặc cũng xinh như công chúa luôn ấy. Đây, em mặc be cho mọi người xem nhá, xem be có đẹp không nào. Này cháu chị cũng quýt là cái hồng cam đó, con gái nó mình là ấy ra con mình là đâu rồi từ đấy rồi cũng phải đi rồi. Cái trắng này cũng có số đấy. Này để bé. Cái đấy bà vừa không bé đâu. Ngồi cái này bùng hòa sợ quá. Qua wow, không thích mà tháo đi được mà. Cái áo đó màu đen này bao nhiêu tiền chị? Cái váy màu đen này 140. Đây, chị nào thích nhã nhặn thì mặc be này. Be này, be. Đấy. Chị nào thích nhã nhặn thì mặc be này nhá. 140 nhá mọi người nhá, tầm khoảng 50 51 cân mặc vừa. Chị nào lấy đi comment be cho em. Be kèm số điện thoại cho em này. Rất là đẹp luôn nhá. 140k thôi, chất gen xị đẹp luôn. Đẹp. Em còn một chiếc be, một chiếc hồng ạ. Một chiếc be và một chiếc hồng nhá. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người nhìn gần nhá. Chất gen rất là mềm đẹp luôn. Em ơi chân váy bò có size 54 cân, 54 cân chị mặc size L nhá chị Bích Liên nhá. Nào có chị nào chốt mã này không để em qua mẫu nào. Để em qua mẫu nhá, be rất xinh luôn. Chị nào lấy thì comment be kèm số điện thoại cho em. Đây, be kèm số điện thoại cho em nhá. 140k nhá mọi người nhá, 140k mã váy ren này ạ. Đang sale rất là rẻ luôn, mọi người nhanh tay mua đi ạ. Nhanh tay này. Mặc cái hàng này
đổi mẫu nha các chị nhá. Nhìn thì nó hơi hơi to nhưng mà mặt của nó trẻ. Đây là con trẻ, đùi con nó to nhưng mà mẹ không mặc cái quần đấy. Mẹ thử nha, thử cái quần đấy, quần đấy khoảng 31 cm. Chuyển qua cái mã này nào các chị ơi. Quần ống rộng thì nhà em chỉ còn chấm bi với màu thôi. Quần ống rộng thì còn quần chấm bi với quần màu. Đây nhá mọi người nhá, chuyển qua cái mã này nào. Con này có giấy mà ai. Sale 60k nhá. Váy vàng bao nhiêu? Nhiều mẫu lắm chị ạ. Đây nhá, mã này sale 60k này các chị này. Có nâu tây với cam này. Nâu tây với cam nhá chị nhá. Sale 60k này, nâu tây với cam này. Đây, rất là đẹp luôn. Mã này các chị tầm khoảng 55-56 cân quay đầu mặc vừa nhá. Nâu tây và cam, ai lấy thì comment nâu tây hoặc cam kèm số điện thoại cho em nhá. Nâu tây cam kèm số điện thoại cho em. Đấy, chất phông zip rất là đẹp luôn. Chất phông zip siêu đẹp nhá, nâu tây hoặc cam nhá. Sale là 60k này. Chị nào lấy thì comment nhá, cam như em đang mặc đây. Chốt quần trắng cho chị chưa, Hà Bi quần trắng. Hà Bi này 0165. Cái nọ cái kia khác nhau đi ơi, cái này này. 201 2275. Rồi ok, chốt cho chị Hà Bi một quần trắng. Quần này có là xanh nữa. Nào có chị nào chốt mã áo này cho em thì comment nhá, để em qua mẫu nhá. Chị nào chốt mã này thì comment cho em này, rất là đẹp luôn nhá. Quần này có màu xanh nhá. Chị Thúy Kiều Nguyễn lấy cam cho em xin số điện thoại. Chị Anh Trâm ơi, quần này còn màu xanh nữa. Còn một chiếc màu xanh. Còn một chiếc màu xanh nhá. Còn một chiếc màu xanh và một chiếc màu be. Chị nào lấy áo em đang mặc cam thì cho em xin số điện thoại. Trắng, be, xanh. Đây, mã này em có màu xanh với màu kem nữa này. Bốn bảy cân 1m50 vừa chị Anh Trâm ơi, vừa nhá. Vừa nhá, đây màu xanh đây. Mặc xanh cho mọi người xem có đẹp không. Còn một chiếc màu kem nữa. Thúy Kiều Nguyễn này, một áo nâu, à một áo hoa cam này. Các chị có đơn rồi, cố gắng cho tụi em từ hai sản phẩm trở lên nhá. Em sale rồi, em sale rẻ bằng một nửa rồi. Đây các chị chọn từ hai sản phẩm 0909 này. Các kiểu nó cũng kiểu 811344 811344. Rồi ok, đổi mẫu ạ. Đây mặc xanh lên cho mọi người xem. Thank you.
ôi nọ ạ, những bác kia đổi cái lại, đổi cái lại, đổi cái lại, đổi cái lại, giả lại, đổi cái lại, tức là trong mình thì đổi cái khó khó khăn mà bằng các tình trạng. Nhưng mà bọn cháu thì thấy được. Thế của mà đưa ra thì cuốn xanh là 80k mọi người nhá. Tám mươi k thôi, đây em đứng lên cho mọi người xem này. Này có cả đai nhá mọi người nhá. Quần này có cả đai, 80k quần xanh này. Mã này các chị tầm khoảng từ 52 53 cân quay đầu mặc vừa nhá. 52 53 cân quay đầu mặc vừa, comment xanh kèm số điện thoại cho em. Xanh kèm số điện thoại nhá, còn một cái mục kèm nữa đây nhá. Đâu nhà con cho bà cô. Còn một cái xanh với một cái mục kèm ạ. Đây nhá, còn một cái màu xanh, một cái màu kem này các chị này. Đấy, chị nào chốt comment nhá, màu kèm số điện thoại cho em. Còn size cho các chị tầm khoảng từ 45 đến khoảng 53 cân ạ. Từ 45 đến 53 cân mặc vừa, còn một chiếc xanh và một chiếc kem. Chất thì là chất thô, rất là mát đẹp luôn. Đấy, rất là mát đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cho chị nào cam em đang mặc nhá rồi, ok. Đây chị ơi, đằng sau đây nhá. Rất là đẹp luôn. Nếu mà lấy thì comment cho em. Còn một xanh một kem thôi nha. 862 962 962. Bộ sát nách lanh lụa em có bộ lanh ấy, có chị ơi, tí nữa em sale nhá. Tí sale 50k một bộ cho chị. Này, thống nhất lên các bộ thôi. Đây nào, có chị nào lấy quần này không nào, comment cho em này. Không biết để đâu mà lấy đây. Quần màu xanh đây. Siêu đẹp đúng không? Quần màu kem đây. 80k một quần nhé mọi người nhá. Quần này là 80k. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại, size từ 45 đến 53 cân. Size từ 45 đến 53 cân mặc vừa. Váy phía sau hồng dưới thứ 3 mấy em. Váy phía sau hồng. Váy phía hàng sau hàng dưới thứ 3. Màu nào hả chị? Rồi ok chị Anh Trâm cho em xin lại số điện thoại. Chị Huyền Hùng ơi, chờ em chút xíu nha, em sẽ treo quần cho chị xem. Chị Anh Trâm cho em xin số điện thoại nhá. Quần này mà giả váy không? Quần này cũng là dáng giả váy mà các chị. Quần này cũng là dáng giả váy mà. Chốt cho chị Anh Trâm rồi này. Chốt cho chị Anh Trâm màu xanh nhá. Em qua mẫu khác này. Đai không biết đâu. Túi con cứ chạy ra chạy vào. Dưới cái áo vàng. Dưới cái áo vàng. À váy đấy là 200k váy lụa chị ơi.
Rồi ok, chị Anh Trâm quần màu xanh. Đây, váy lụa này chị này. Váy lụa hàng thiết kế nhá. 200k rất là đẹp luôn. Mặc lên mê tít luôn. Thôi mẹ ơi. Thôi thôi. Đấy. Nếu mà lấy thì comment cho em. Chốt không hết thì có điện thoại này. Đây nhá, quần này có kèm đai như thế này các chị này. Mình mà không cần đai cũng được mà. Em còn một quần màu kem này. Còn một quần màu kem có chị nào lấy không? Comment cho em nhá. Áo là 60k, quần là 80k nhá. Cả set là 140. Chị nào lấy thì comment cho em. Mẹ cứ cho túi khác đi. Nào có ai lấy không nào, để em qua mẫu này. Thử chị xem. Thử gì à chị xếp đi ca. Em xem bộ lanh nhá. Xem bộ lanh cho mọi người này. Đâu xem nào. Anh Trâm nhé. Em sale bộ lanh cho mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Bộ này chắc chẳng cần mặc thử đâu được các chị ạ. Không cần mặc thử đâu. Đây nhá, bộ chấm bi này các chị này. Mấy cứ ghi Anh Trâm được. Tắt cái nguồn đi các em, tôi đang nói như này. Xem. Đây nhá, những cái mã bộ này nhá, bộ quần áo lanh. Bộ này em sẽ sale này các chị này. Mua một bộ là 60k, mua hai bộ trở lên sẽ là 100k hai bộ nhá. Một bộ là 60k, hai bộ là 100k nhá. Các chị mua lẻ là 60k một bộ. Mua hai bộ là 100k này. Mã này các chị tầm khoảng 60 cân đúng không ạ? Tầm khoảng 55 cân nhá. 58 cân quay đầu. 57 58 cân quay đầu này. 57 58 cân quay đầu nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đây. Em có chấm bi này. Có hoa này. Mặc thử chấm bi cho mọi người xem nhá. Mặc thử cho mọi người xem. Rất là đẹp mà rẻ. Còn mấy bộ? Rồi ok, áo em vừa mặc chốt cho chị Hà Bi này. Có đơn.
đây nhá, nhá bộ len mặc ở nhà này. Mát đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Mát đẹp lắm nha mọi người nha. Sale nhá mọi người nhá, 60k một bộ, các chị mua 2 bộ là 100k nha. Mua 2 bộ là 100k nhá, em có chấm bi hoa nhá. Có chấm bi và hoa. Váy vàng đằng sau bao nhiêu tiền đấy và cho người bao nhiêu cân mặc bù vừa. Váy vàng đằng sau là 200k, để cho các chị tầm khoảng 55 56 cân quay đầu mặc vừa. Có phông nhá, em có phông ạ. Nào ai lấy bộ lanh thì comment nhá. Hoa này. Hoa số 1 nhá mọi người nhá. Các chị nhìn rõ màu hoa này, hoa số 1 này. Hoa số 2 này. Hoa số 2 nhá mọi người nhá. Hoa số 3 này. Chị Minh Giáp, chị Mạnh Giáp, nếu mà lấy cho em xin số điện thoại. Chị hai bộ, chị xinh bùi áo phông vàng cam 60k. Nguyệt nâu áo phông nâu thì hết rồi phải không mẹ? Áo phông nâu thì em hết rồi. Chị xinh bùi hai bộ thì lấy màu nào? Đây nhá. Có loại quần dài hơn không? Quần này là dài thoải mái rồi các chị ơi, quần này dài thoải mái rồi. Các chị yên tâm, quần này rất là dài như thế này cơ mà. Đấy. Cho em xin số điện thoại nào. Chị nào lấy bộ nào thì cho em xin số điện thoại nhá. Chị mua luôn 2 bộ đi chị ơi, 50k 2 à 50k các chị mua 2 bộ thì là 100k, có mua 1 bộ là 60k một bộ nhá. 49 cân vừa nhá. Đây rất là đẹp này. Đấy. Lanh này là lanh vừa, lanh thái đẹp nhá mọi người nhá. Lanh lụa đẹp đây. Lanh đẹp chứ không phải cái loại lanh mỏng đâu. 2 bộ và 1 cái gì? 2 và 1. 60k một bộ, 2 bộ là 100 nhá. Đây bộ số 1 và bộ số 2 này. 60k một bộ, 2 bộ là 100 ạ. Trần Phương Sinh, các chị ơi, mọi người phải comment số điện thoại cho em nhá. Mọi người phải comment màu kèm số điện thoại cho em. Mã này là mã số 1 này. Mã này là mã số 2 này. Mã này là mã số 3 này. Mã như em đang mặc bi là 4 nha. Comment màu kèm số điện thoại cho em. 2 bộ là 100k nhá. 49 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. 49 cân mặc vừa này. Đấy. Chị nào vừa bảo lấy áo màu nâu như em vừa mặc nhở. Màu nâu hết rồi, còn cam nhá. Còn cam này. Đấy. Còn cam nhá. Chị nào lấy thì comment cam kèm số điện thoại cho em. 57 cân vừa nhá chị. Một hột mít vừa chị ơi. Các chị tầm khoảng từ 45 cân trở lên là vừa rồi. Mạnh Giáp một bộ bi này. Mẹ thêm vào trước. Mẹ ấn vào xem đi. Không mẹ ghi đi thì con đọc số lại cho mẹ. Con đọc cho mẹ. Rồi ok, chị Mạnh Giáp một bộ này. 54 cân vừa nhá. Đây, Trần Phương Sinh. Trần Phương Sinh 0164. 0164 này. 708 134. 0164 708 134. In thêm bộ 2 bộ 1 và 2. 1 và 2. Trần Phương Sinh. Rồi ok. 60k một bộ, 2 bộ là 100 nhá. Đây bộ hoa ba đây chị Mạnh Giáp này. Hoa ba này còn 1 bộ thôi này. Hoa ba này còn 1 bộ thôi nhá. Chị Sinh Bùi ơi lấy bộ nào ạ? Bộ chấm. 2 bộ chấm 2 màu. Rồi ok, chị xinh bùi 2 bộ chấm 2 màu này. Em ơi, xinh bùi đấy. Có đơn rồi, chỉ cần cho vào thôi. Kim Ngân Nguyễn 2 bộ. Chị Kim Ngân Nguyễn ơi đây nhá. Chỉ còn 2 bộ, chỉ còn bộ này với bộ chấm bi này. Đấy. Chị Kim Ngân Nguyễn 2 bộ nhá. Anh lụa đẹp nhá chị. Chị trước đồ bộ chấm bi này. Cái gì, cái này của ai? Cho chị tiếp tục bộ chấm bi đi mẹ.
100k hai bộ nhá các chị ơi, 100k hai bộ này. Cho chị Kim Ngân Nguyễn hai bộ nhá. Đây nha, chốt cho chị Kim Ngân Nguyễn này một bộ chấm bi và một bộ hoa nhá. Rồi, chị Kim Ngân Nguyễn hai bộ rồi. Chấm bi cho em. Chấm bi cho xem lại bộ 1 và 2. Chị ơi, chỉ còn hai màu này thôi. Còn hai màu này em cho chị Kim Ngân Nguyễn hai màu này nhá, hết màu rồi. Chấm bi có màu khác không? Không còn đâu ạ. Đây, đây nha các chị nhá, em chỉ còn chấm bi thôi. Cho chị hai bộ nhé, 2 và 4 nhé. Các chị ơi, bây giờ chỉ còn chấm bi và hoa nhá. Chỉ còn chấm bi và hoa này, còn một bộ chấm bi và một bộ hoa nhá. Nếu mà mọi người ok thì comment cho em nhá. Chỉ còn chấm bi và hoa, comment lại cho em những ai mà em chưa đọc tên thì comment nhá. Comment là combo cho em chấm bi và hoa nhá. Chỉ còn một bộ chấm bi thôi. Còn một bộ chấm bi em đang mặc vào hoa nhá. Cho chị hai bộ chấm bi em mặc vào hoa nhé. Chị Minh Nguyễn cho em xin số điện thoại. Cho hai bộ chấm bi vào hoa. Chị Hiền Dương này, hai bộ một chấm bi và một hoa này. Đây còn một bộ này này. Các chị ơi cứ lấy hai màu khác nhau nhá. Hai màu khác nhau. Rồi ok, cho chị Hiền Dương một chấm bi và hoa. Rộng rãi thoải mái luôn. Các chị mua một bộ ở ngoài người ta đã bán 120 rồi, như thế này này. Đây nhá, chỉ còn màu như em đang mặc đây. Bây giờ chỉ còn màu nhá. Chị Minh Nguyễn ơi, hết chấm bi rồi. Em còn hai bộ hoa và một màu như em đang mặc này. Hết chấm bi rồi nhá, em chỉ còn hoa nhá. Em chỉ còn hoa thôi. Hết chấm bi rồi, em chỉ còn hoa thôi nhá. Em chỉ còn màu như em đang mặc này và hoa này thôi. Đây, chị Vũ Dung Quân nếu mà lấy thì ok này. Chị Minh Nguyễn ơi, chỉ còn hoa thôi có được không? Đấy, chị Hiền Dương cho số điện thoại dưới này, mẹ ơi con đọc cho này. 0979 này. Hiền Dương 0979 682 889. Đây nha, em còn 3 bộ này, chỉ còn nguyên hoa thôi. Nếu mà mọi người lấy thì ok cho em nhá. Cho chị bộ này luôn nhé. Chị Mạnh Giáp lấy bộ nào ạ? Bộ như em đang mặc đúng không? Đây, chốt cho chị Mạnh Giáp bộ như em đang mặc này. Ôi, chị ấy vừa lại có một bộ chấm bi rồi. Cho mình bộ hoa vừa cầm. Đây nha, chốt cho chị bộ hoa này, cho chị Huyền Hùng này. Đây nha, em còn 2 bộ này thôi. Bây giờ em còn hai bộ này là 100k hai bộ này nhá. Một hoa và một màu như em đang mặc, chị nào lấy đi comment combo cho em. Chị nào lấy đi comment combo cho em nhá. Lanh nhá, 100k hai bộ này. Còn một bộ như em đang mặc và một bộ hoa này, chị nào lấy đi comment combo kèm số điện thoại cho em. Đây, chị nào lấy hai bộ này thì comment combo kèm số điện thoại cho em nhá. Chỉ còn hai màu này thôi. Em không chốt nẻ nữa nha, em chỉ còn hai bộ này, chị nào lấy luôn combo này 100k nhá. Chị Huyền Hùng chị lấy bộ con đang mặc thôi. Mẹ ạ, chị Huyền Hùng chị lấy bộ con đang mặc. Thế thì còn hai bộ hai màu giống nhau à? Chị Huyền Hùng ơi, chị chốt một bộ thì chị lấy bộ này nhá. Tại vì là nếu mà hai bộ thì lấy các chị lại bị hai bộ hai màu giống nhau. Rồi ok, chị cảm ơn chị Phạm Ngọc Lan nhá. Chị Minh Nguyễn ơi, chị chưa được nhá. Nếu mà chị em còn một combo này, chị nào lấy đi comment combo kèm số điện thoại cho em 100k. Lấy chị bộ em mặc và em cầm rồi ok. Cho chị Khánh Uyên hai bộ. Chị Khánh Uyên này. Và chị Minh Nguyễn. Chị Trúc Tổ ơi, em hết rồi nhá. Em hết rồi ạ. Đâu để lại khác.
Vâng. Đây chuyển qua cái mẫu này bé hơn này. Em chuyển qua cái mã này bé hơn này. Mã này thời trang hơn nhưng mà mã này nó nhỏ hơn. $100k hai bộ quá rẻ luôn đúng không các chị? Đấy. Em ơi rẻ như cho luôn. Đây nhá. Đây mã này này, 50 55k một bộ. Mình cứ sale các chị 50 nhé. Sale nốt 50. Đây nhá. Chị Huyền Hùng bảo hai bộ hai màu. Chị Huyền Hùng nhỏ thì lấy thêm bộ cầm. Đây chị Huyền Hùng nhỏ lấy thêm bộ này nữa này. Chị Huyền Hùng nhỏ lấy thêm bộ này có được không? Đây rất là đẹp này, bộ này xinh này. 100k hai bộ. À chị Khánh Duyên là chị Anh Ngọc à, rồi ok chị nhá. Mới thay tên nick nên là em không biết. Đây nhá, bộ này dành cho nhá. Bộ này dành cho các chị dưới 50 cân này. Áo crop top nhá. Dưới 50 cân thôi nhá mọi người nhá. Dưới 50 cân này. 46 cân mặc vừa bộ bé. Chả đến đến được gì cả. Đấy, mai cái game lại về thì em lại bán cho mọi người. Đây nhá, bộ này dành cho các chị dưới 50 cân này. 100k hai bộ nhá. 100k hai bộ dưới 50 cân này, chỉ còn mỗi mấy bộ thôi. Là thời trang lắm nhưng mà các chị nào nhỏ nhá, bộ này quần đẹp. Quần đây mặc thử cho mọi người xem. Quần váy áo cả lớp tốt xinh lắm nhưng mà chị nào. Rồi bé, ok. Chị nào bé. Ok, em chốt hết rồi nhá. Em ơi. Khánh Uyên. Em mặc thử bộ này cho mọi người xem này. Cứ dưới 50 cân thì mặc là mặc đẹp, chị nào bé bé. Chị nào bé bé là mặc đẹp nhá. Chị xinh Bùi, đổi cho chị bộ này đi. Đây sẽ đổi chị bộ chị xinh Bùi bộ này đi. Đây nhé, chị xinh Bùi lấy màu nào. Đây có hai bộ rồi mà. Chị đổi mẫu nào đổi. Chị xinh Bùi đổi luôn một combo này nhá, thì em để em chốt combo này cho người khác này. Người khác trên 50 cân họ. Chị xinh Bùi em đổi cho chị combo bộ bé này nhá. Đây đằng sau xinh á. Đây bộ này đằng sau rất là xinh luôn. Nếu mà chị xinh Bùi ok để em đổi combo bộ to này cho người khác. Đây. 50 đổ lại, 50 đây nha, 50k, à 50k một bộ này, 100k hai bộ luôn. Đấy, chị xinh Bùi có chốt combo này không? Quần không ngắn đâu, đây chị Vũ Dung Quân đây, quần em mặc đây này. Quần váy rộng rãi. Tiếp quần váy rộng rãi. Áo thì là nó ngắn thôi, áo là cửa lúc tốt. Đây, các chị dưới 50 cân thì mặc bộ này. Chị Huyền Hùng chốt luôn combo hai bộ này đi. Để em đổi bộ to thì cho các chị to này. Nếu mà dưới 50 cân thì mặc cái bộ này đây, em mặc đây. Rất là đẹp luôn đúng không? Hả? Bộ này quá xinh luôn, chị Vũ Dung Quân có lấy bộ này không? Dung Quân lấy hai bộ nhưng xinh lắm bộ này. Chị nào chốt combo này. Một combo này là 100k này, một combo hai bộ này, 100k hai bộ này. Đây bộ em đang cầm còn hai màu này. Đây, chị nào chốt nốt combo 100k to thì comment combo 100k to nhá. Hai bộ bi này. Chị nào chốt combo 100k hai bộ to. Không biết được. Biết được chị ấy. Nào 100k bé này. Combo 100k bộ bé nhá. 100k cho các chị dưới 50 cân này. Ơ điện thoại không xem một tí nào mày. Hai bộ crop top. Rồi ok Nguyễn Minh Nhật này. Nguyễn Minh Nhật hai bộ này. Chị thích đổi cho mình hai bộ nhỏ. Rồi ok cho chị Vũ Dung Quân hai bộ hoa luôn. Hai bộ hoa một bộ đấy. 49 cân mặc vừa nhá. Còn một bộ bi này. Còn một bộ bi dưới 50 cân mặc vừa. Chị nào lấy thì comment.
Cái gì mẹ? Cho chị Vũ Dung Quân. Cho chị Vũ Dung Quân. Đấy, bộ đấy, bộ đang mặc. Để cho chị Vũ Dung Quân. Đây. Đây con xem nào. Đổi cho chị bộ hoa hồng to lấy hoa bi. Chị Khánh Nguyên, hoa hồng to lấy hoa bi. Khánh Nguyên, mẹ đưa túi đây cho con xem. Rồi ok, hoa hồng to đổi lấy hoa bi này. Bé lắm cái quần này, chị để bé tí nào. Bộ như em mặc hết rồi. Hai bộ nhỏ hai màu. Đi nhỉ. Dạ. Có mà mẹ tắt nguồn đi mà. Tắt đi rồi mà. Còn bộ thô bộ thiếc thì bộ đằng sau giờ mẹ mang hết ra cho. Bộ thô này theo này nhé đi. Này cứ để bộ đấy vào đấy đi mẹ ơi. Hay bộ đấy. Đổi mẫu nha mọi người nha. Bộ em đang mặc hết rồi. Đây nha các chị nhá, đây chuyển qua mã bộ này nè. Các chị có thích bộ này không nè? 100k hai bộ tiếp tục nha mọi người nhá. Tiếp tục vào combo 100k hai bộ nè. Để con sang dự phòng cho thôi. Thô nhá, xanh đậm này mọi người này. Xanh đậm, xanh nhạt, vàng. Có 3 màu thôi. Xanh đậm, xanh nhạt và vàng. Các chị có đơn rồi thì là 50k một bộ nhá. Hai bộ là 100k. Chị Thảo Phạm ơi, hết rồi, chị Thảo Phạm chưa được ạ. Đây nhá, thô nhá mọi người nhá. Mã này là mã thô này, 100k hai bộ, 50k các chị mua 50k một bộ. Em bán cho chị 50k một bộ, các chị có đơn rồi nhá. 50k một bộ kèm đơn. Đây. Lanh em hết rồi nhá mọi người nhá. Lanh em chốt hết rồi nhá. Thăng thô này. Nào 50k một bộ nào, ai đấy thì comment này, vàng này. Xanh nhạt này. Xanh đậm này. Đấy, vàng, xanh nhạt, xanh đậm nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Vàng, xanh nhạt và xanh đậm 50k một bộ. Hai bộ là 100k dành cho các chị tổng khoảng 53 cân quay đầu. Đây 53 cân quay đầu này. Chị nào lấy đi comment nào. Vàng. Bỏ ra rồi đó đi. Không phải để nguyên cho chị đi. Nào 50k một bộ nào. Cho mình một bộ vàng và một bộ xanh Nguyễn Liên rồi. Ok, một vàng một xanh này. Một vàng một xanh với chị Nguyễn Liên này. Ok chị Nguyễn Liên nhá. Trần Phương Sinh lấy vàng, cho em xin số điện thoại nhé mọi người nhá. Các chị chưa có đơn thì mua từ hai bộ trở lên nhá. Em vẫn còn vàng này, còn hai bộ vàng, một bộ xanh đậm và một bộ xanh nhạt. Nguyễn Liên ạ. 096557. 096557 này. 6846. 6846 rồi, ok. Nào, 50k một bộ, 100k hai bộ này, 100k hai bộ, chị nào lấy comment này. Vàng với xanh nhá. Vàng xanh đậm xanh nhạt. Chất thô rất là mát, các chị tổng khoảng 53 cân quay đầu nhá. Từ 40 cân đến 53 cân quay đầu này. Trần Phương Sinh có đơn rồi, ok, em cứ ghi đấy, tí nữa em sẽ kiểm tra đơn.
À đây, cần phun sinh như này. Có đơn như này. Hai bộ vừa xong đấy, phải không? Chị dùng phun sinh lấy vàng. Nào, đây, em còn hai xanh một vàng nào. Hai xanh một vàng nhá, chị nào lấy đi comment nhá. Chỉ với giá là 50k một bộ thôi, 50k đấy mọi người nhá, 50k một bộ nào. Ai lấy thì comment. Còn xanh với vàng ạ, à, có ai chốt không nào? Không phải để nguyên cho chị nha, bi đỏ em bỏ vào nhỏ lắm rồi. Ok chị, tí nữa em sẽ bỏ ra. Tại em thấy chị bảo là lấy bi nên em chốt bi cho chị. Dương liên xanh nhạt rồi, ok, dương liên xanh nhạt này. Đâu là con phun này? Con phun này hay sao? Đây nha, còn một bộ hồng này, sale 40k cho các chị này. Chị Hương Ruby lấy màu nào mai ra lấy ạ? Mai ra lấy giúp em nhé, chỉ còn xanh đậm nhé chị Hương Ruby nhé. Nào hồng 40k nhá, dành cho các chị 50 cân quay đầu. 40k dành cho các chị 50 cân quay đầu này. Dương Liên hình như chiều nay chị đi mua quần váy ấy này. Nào hồng nào, hồng nhá, ai lấy hồng thì comment hồng cho em. Hồng kèm số điện thoại cho em. Nào em còn một bộ hồng này nào. Còn một bộ hồng quần sóc này. Một bộ hồng quần sóc nhá mọi người nhá. Các chị tầm khoảng từ 50 cân quay đầu, ai lấy hồng thì em sell nốt 40k cho các chị này. Chất phông rất là mát luôn. Chất phông cực mát nhá. Bộ em mà không có quần dài. Đây, không các chị mua cho các bé cũng được. Các chị mua cho các bé cũng được nhá. Sale là 40k này. Dạ. Để chị bộ hồng đấy, không lấy bộ xanh nữa. Chị Hương Ruby có đơn chưa nhở? Chị thích tổ bộ hồng này. Hương Ruby có đơn không được ở đây. Đây nha, em còn một vàng và một xanh này. Một vàng và một xanh, hai bộ là 100k. Rồi, cho chị thích tổ bộ hồng rồi này. Combo hai bộ là 100k nhá mọi người nhá. Quần vũ si chưa chị ơi? Quần Gucci chưa nhá. Hiện tại là mấy hôm nay nóng quá nên là mấy hôm nay em nghỉ ấy. Ngày em có việc, em mai ngày kia em đi lấy hàng em lấy xong. Khách đặt rất là nhiều quần Gucci, mai ngày kia về hàng nhá mọi người nhá. Hiện tại là mã hàng đấy đang cháy. Chị Mạnh Giáp ơi, em ở Tuyên Quang nhá. Không chẳng em có rồi, ok, qua mẫu mọi người nhá. Qua mẫu này. Đâu có thể. Đưa mình vứt luôn đây, vứt luôn đây. Vứt đây cho con.
Cái đâm hở vai đằng sau lưng là 200k chị ơi. Áo trắng Gucci để chuyến sau nhé mọi người nha. Đây nhá, đầm lanh em còn mấy chiếc này. Theo nhá, 50k một chiếc. Cái đấy để sau. Bán lại này. 50k một chiếc này mọi người này. 50k nhá. Mã này các chị tầm khoảng 55 56 cân vẫn vừa. Đây. 50k này, em có hai màu nhá. Một màu sáng, một màu đậm và một màu nhạt. Ôi màu này mặc lên tôn da này. Màu này mặc lên đẹp lắm này. Đấy. Em có một màu sáng và một màu nhạt nhá. Màu như em là tím than và cam này. 50k một chiếc này, hai chiếc là 100 nhá mọi người nha, rất là điệu luôn. Đây. Đây chị nào lấy thì comment nhá, tím than hoặc là cam nhá. Tím than hoặc là cam cho em, mã này các chị từ 45 đến 55 56 cân thoải mái vừa nhá mọi người nhá. Tím than hoặc là cam cho em. Đây hàng lanh lụa rất là đẹp luôn. Lanh lụa đẹp này, đơn của chị. Đơn của chị có rồi. Cái đầm sau lưng chị hỏi mẫu nào? Chị hỏi mẫu nào? Cái mẫu hở vai này có màu vàng và màu nâu nâu này. Màu vàng và màu nâu nhá. Chị hỏi mẫu nào để em lấy cho chị xem. Nào chị nào lấy váy này thì comment cho em này. 50k một chiếc thôi, rất là mát luôn. Bên dưới gấu là bèo như thế này mọi người này. Đôi cá ấy, bèo rất là đẹp luôn. Mát cực kỳ là mát luôn. Eo ơi, nói chung là mặc thích lắm ấy. Nào có chị nào chốt mã này không nào? Đây mặc cái màu cam để cho mọi người xem này, mặc lên eo ơi tôn da cực kỳ luôn. Rồi ok cho chị màu cam chị ạ. Em gửi hàng cho chị chưa? À em gửi rồi chị Trần Lơ, em gửi rồi. Rồi ok, váy màu cam cho chị Khánh Uyên này. Màu tím than à? Em còn màu tím than à? Đây lanh lụa đẹp đây nha mọi người nha. Lanh lụa đẹp 50k thôi. Đây, bình thường là bán 80k nhá. Còn một cái tím than chị nào lấy nốt không nào? Em thử váy nâu cho mọi người xem. Đây nhá. Còn một cái tím than này nào, chị nào lấy nốt này 50k này. Đây thử cái váy màu nâu cho mọi người xem nhá. Để chị màu tím than. Chị lấy màu cam em mặc. Rồi ok, một tím than một cam đúng không? Một tím than một cam đấy chị Khánh Nguyên nhá. Đây nha, mã váy này đây các chị này. Chất xịn, hàng thiết kế chất cực kỳ là xịn luôn. Chị mua tốt đấy. Hàng thiết kế chất cực xịn luôn nhá mọi người nhá. Các chị mua ở shop phải 500k, hàng rất là đẹp luôn. Đây, có size nhé mọi người nhá, hàng rất là đẹp. Chị nào lấy thì comment nhá, 200k một chiếc này.
Đây, em có size M nhá, các chị tổng khoảng 55, 56 cân đổ lại nhá. Có màu nâu với màu vàng này. Đấy. Quá xịn luôn. Rất là đẹp luôn. Hàng lụa nhá mọi người nhá, mọi người xem gần đây hàng lụa này. Đấy, may rất là nét đúng không các chị nhìn nhá. 1m7, ui dồi ôi. 1m7, 55 cân thì thầy với chị em mặc quá sang luôn. Mặc quá sang luôn. Mà cái mã này mọi người mua shop phải 500k nhá. Các chị nhận được hàng thì mọi người thấy em thề mọi người sướng luôn thực sự đấy. Tại vì là hàng này hàng thiết kế em lấy, tại vì là đi lấy hàng nhìn mê quá các chị ạ. Nhìn mê quá. Chị Mạnh Giáp ơi, hình như của chị là có một combo bộ lanh rồi. Tí nữa em sẽ xem lại đơn cho chị nhá. Ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn. Tại vì bây giờ nhiều đơn lắm nên là em cũng không biết là đơn nó ở chỗ nào mà để dơ lên cho chị xem ấy. Đấy. Đây nha các chị nha. Mặc váy này rất là đẹp luôn, màu nào cũng đẹp. Màu vàng cũng đẹp và màu nâu như em đang mặc cũng đẹp. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Chỉ với giá là 200k nhé mọi người nhá. Đấy, 200k dáng rất là đẹp luôn. Chị nào có bụng thì mẫu này mặc che bụng luôn này. Chị nào mà hơi có bụng một tí ấy. Rất là xinh luôn, hàng lụa đẹp nhá. Chị nào chốt thì comment nhá, màu kèm số điện thoại nhá. Em có màu nâu với màu vàng này. Chị xinh xinh nheo, chị mặc cỡ M nhá. Ui, 1m7 dáng quá đẹp luôn. 1m7 mà 55 cân thì thề dáng chị quá đẹp luôn. Chân dài. Nào, có chị nào lấy thì comment nha. Đây, có cả vàng này. Váy em đang mặc dài đến trên mắt cả chân. Đấy, đến ngang bắp chân. Em nói như này, cái gì này? Đấy. Đấy, các chị mặc đi tiệc đi rồi đi biển đi, nói chung là rất là dễ, mặc đi đâu cũng được. Đấy, chị nào chốt thì comment cho em nhá, nâu hoặc là vàng. Ai các chị muốn xem vàng không? Tiện mặc vàng cho các chị xem luôn. Tiện em mặc thử vàng cho các chị xem nhá. Chị Hạ, em mua được gì không? Chị Thơ ơi, không biết nhận được hàng anh gửi chưa? Em cao 1m6 nặng 50 cân. 1m60, 61 gì đấy. Cái quay đến xem nào. Đây vàng đấy các chị này. Sang không? Đẹp thực sự luôn, cái này quá đẹp luôn. Đấy, mọi người không mua thì tiếc nhá. Rất là điệu luôn, đẹp. Em có vàng với nâu nhá. Ai lấy thì comment cho em. Mã này các chị tổng khoảng 55, 56 cân quay đầu nhá. 55, 56 cân quay đầu này. Có màu vàng và màu nâu như em vừa mặc nhá. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Đây bên dưới này các chị này. Đấy, nó xếp tầm rất là đẹp luôn. Màu kèm số điện thoại cho em để em chốt nhá. Em qua mẫu ạ. Nếu mà ai lấy thì comment cho em. Cái gì
Dạ chị mua cho bà chị 1m75 65 cân vừa không? 1m75 65 cân. 1m75 65 cân em không biết là có vừa không ấy. Nhưng mà như chị 1m7 55 cân thì thoải mái vừa. Đây nha các chị nha. Đây chuyển qua mã váy này này. Sale là 120 nhá. 120k nhá, váy lụa nhá mọi người nhá. 150k sale còn 120, hàng vừa tô. Hàng vừa tô chất đẹp này mọi người này. Sale là 120 nhá, chị nào lấy thì comment nhá. Mã này các chị tầm khoảng 55 56 cân quay đầu mặc vừa. Có size ML, đưa vào cái màu đen kia. Màu đen cũng ML. Nó chỉ từ 5 L. Ăn mặc L L L L L L. Chị ơi áo hoodie, áo mùa đông mà. Bây giờ làm gì em đã bán đến áo hoodie đâu. Đây nhá các chị nhá, hàng gờ tô này. Đây, hàng hãng nhá. Hàng hãng nhá. 350 sale xuống còn 120. Có hoa vàng, đen và hoa trắng, xanh. Đấy. Kết lúc có gì cứ inbox cho em nhé chị Mạnh Giáp nhá. Có gì cứ inbox cho em. Váy này có hai size nhé mọi người nhá. Em có hai size là size M với lại là size L. Cho các size M thì cho các chị tầm khoảng 50, 51, 52 cân đổ lại. Size L cho các chị 55, 56 cân đổ lại nhá. Sale là 120, chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. 120k thôi này. Đấy, màu này lên rất là sang luôn. Kìa đẹp nét luôn, hàng 350 ấy. Hôm nay còn một hai cái là sale nốt. Em sale nốt cho các chị nhá, nếu mà ai lấy thì comment cho em nhá. Hoa đen và hoa vàng. Hoa đen, hoa vàng này. Hoa trắng, nền trắng, hoa xanh này. Rất là đẹp luôn, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp nhá các chị nhá, ai lấy thì comment cho em này. Chỉ 120 một váy thôi nhá. 120k một váy á. Nào có ai chốt mã này không nào? Chị nào chốt mã này thì comment cho em ạ. Đấy, 120 rồi, rất là đẹp luôn. Chuyển qua bàn áo phông nhá, mọi người có thích áo phông không nào? Chuyển mẫu khác nhá mọi người nhá. Cái này là của con của mình.
Rồi ok chị Thanh Thanh Hường, em sẽ check inbox nhé. Em có thầy cho còn nó quay đi đâu ấy. Mẹ chẳng thấy mắc một tí nào. Đứng ở đây cũng không có một tí nào luôn nhé. Không, không phải đứng ở chỗ ghế này mà. Em váy ren váy hồng. Em vải ren váy hồng đó ren cứng không? Mà váy tầng phải không? Váy tầng chị ạ, váy không à, không phải vải cứng đâu nha, vải bình thường. Không cứng đâu nha chị nhá. Mềm. Đây nha mọi người nha, chuyển qua cái set này nè. Quần bi nhá mọi người nhá, quần bi với áo phông này. Áo phông là 50k nhá. Quần thì là 120. Áo là 50k, quần là 120 nhá chị nhá. Đây rất là đẹp luôn. Quần màu trắng này. Không phải ren thun chị ơi. Em đang mặc là quần chấm bi. Quần chấm bi này. Còn size M dành cho các chị tầm khoảng từ 48 48 đến 53 cân. Quần là 120, có màu trắng, màu đen nhá. Đây không phải là ren thun. Không phải ren thun đâu chị ạ. Ren thun nó cái đấy giãn mặc hay bị đứt lắm. Cái ren này là ren của em, là ren đẹp cơ, không phải ren thun nhá. Đây quần của em là quần bi này, màu đen này, nếu mà chị mạnh giáp có màu đen với lại là màu trắng hoa nâu. Hoa nâu chung cư 2 Tiến Bộ 2 Thái Nguyên. Dương Thị Đinh hoa nâu. Có phải là cái váy hoa nâu này không Dương Thị Đinh ơi? Chị Dương Đinh Thị có phải là cái váy hoa nâu này không? Nếu mà chị Dương Đinh Thị đúng cái váy hoa nâu này thì ok cho em nha. Chị Dương Đinh Thị nha. Chị Sinh Bùi ơi, quần chấm bi đen. Không cứng đâu chị ơi, không phải là ren cứng nha. Quần chấm bi đen 48 cân mặc vừa, quần chấm bi đen em đang mặc không? 48 cân mặc vừa. Chị Sinh Bùi ơi, chấm bi đen này là size to ấy, không biết chị mặc vừa không? Chị Mạnh Giáp lấy đi comment chấm bi đen kèm số điện thoại cho em. Đây rất là đẹp luôn. Quần này là 120 này. Chị Mạnh Giáp lấy đi comment quần chấm bi đen kèm số điện thoại nhá. 48 cân cao 1m bao nhiêu để em chốt? Áo hoa thêu nhá. Chất Quảng Châu hàng đẹp luôn, sale là 50k, áo là 50k nhá, quần là 120. 120 quần đẹp không các chị? Quá đẹp luôn. Chị Mạnh Giáp 48 cân 1m bao nhiêu? 120 quần và 50k áo nha các chị nhá, cả set là 170 thôi. Cả set là 170, ai lấy đi comment cho em. Chị chấm bi đen màu hồng với màu này. Không hoa vừa nãy 120 ý. Nâu hoa vừa nãy 120 là cái gì nhỉ? Mẹ. Đây hoa đen. Đây 48 cân 1m50 chắc vừa ấy nhỉ. Chấm bi đen này.
không phải quần chun ạ, quần khóa. Quần khóa này các chị này. Đấy. Chị Mạnh Giáp ơi, cho em xin lại số điện thoại ạ. Mạnh Giáp. Đây nha, trắng này. Quần khóa hông nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Còn một cái trắng này, từ 48 đến khoảng 52, 53 cân. Chị Mạnh Giáp, con quần chun chị mới mặc được. Thế thì em chốt cho chị Mạnh Giáp nhá. Quần này không phải chun đâu, chị Sinh Bùi ơi. Tại vì em sợ chị rộng ấy. Quần shop có thì Nguyễn Liên ơi. Vâng rồi, ok. Chị Mạnh Giáp mặc được, comment là bi đen kèm số điện thoại cho em nhá. Váy hoa nâu sale 120k. Đây có phải cái hoa này không chị? Chị Hương Đinh Thị. Hoa này là hoa đen. Bán áo nhá chị Lịch Chi Lân ơi, áo em mặc là 50k nhá. 100 sale còn 50k, áo như em đang mặc đây theo này. Hàng Quảng Châu chất đẹp nhá, đây là theo nhá. Nếu mà đúng thì chị Hương Đinh Thị comment lại cho em là ok nhá. Chị bao nhiêu cân? Em có size M với size M, size L. Size M thì tầm khoảng 51, 52 cân quay đầu. Size L thì comment là size L thì khoảng 55, 56 cân quay đầu nhá. Đây áo như em đang mặc đây. Áo như em đang mặc là 50k, quần là 120. Cả set các chị mua là 170 thôi, rất là đẹp luôn. Đấy. Chị Mạnh Giáp, nếu mà lấy quần đen thì cho em xin lại số điện thoại rồi, ok đây rồi. Không 1689 này. Cho chị chấm bi màu đen nhé, không bớt hả em, chị còn mua nữa mà. Size M rồi, ok, cho chị size M mẹ ơi. Chị ơi, nhà em đang sale nhá mọi người nhá. Nhà em đang sale nên là không bớt được, mọi người yên tâm về giá. Nếu mà lấy đi comment bi đen kèm số điện thoại cho em. Em sale quá rẻ rồi, không bớt được, mọi người yên tâm. Rồi ok, chị Hương Đinh Thị nha. Nào, chị nào lấy quần bi trắng em đang mặc thì comment bi trắng kèm số điện thoại cho em. Còn size M nhá, bi trắng còn size M cho các chị từ 48 đến 53 cân. Bi trắng bi đen à. Bi trắng bi đen nhá, còn bi trắng bi đen à. Chị nào lấy đi comment à. Comment size kèm số điện thoại nhá. À, còn nguyên size M thôi. Các chị từ 48 đến 53 cân. 53 cân mặc rộng, 45 cân mặc rộng. Nào chị nào lấy đi comment đen nè. Xem quần đi. Rồi ok, Mạnh Giáp cho số điện thoại rồi này. 01654 này. 01654 708 310. 01654, mẹ ghi số nào chứ. 654 708 310. Ok. Tí nữa cứ băng khắc đấy. Rồi ok, chốt bi đen rồi này. Bi trắng có chị nào lấy không, để em qua mẫu nha. Bi trắng nếu mà không có chị nào lấy thì em đổi này. Chị lấy size cho chị, người bé hay là phải lấy size bé. Quần giả váy cúc đâu nhá. Em có cái mã quần giả váy cúc này đẹp lắm, các chị bé này mặc được này. Còn một cái dưới cuối cùng mẹ ạ. Dưới cuối cùng.
đây. Đây chị nào bé mặc mẫu này này. Em còn một cái quần giả váy này đẹp này các chị này. Còn một cái này đẹp này. Đấy, chất u mì nhá. Chất u mì rất là đẹp luôn. Đấy, từ 45 đến 50 cân. Còn size S, size bé nhá. Từ 45 đến 50 cân mặc vừa này. Hàng xịn luôn. Sale là 140 nhá. Em treo lên váy ren tầng màu be chị xem lại nha. Đây, quần sóc giả váy này sale là 140 nhá. Đây là chất ren của em mềm như thế này cơ mà, không phải ren cứng đâu chị ơi. Đẹp mà, chị yên tâm nhá. Đây. Váy ren màu be đây. 48 cân mặc quá đẹp luôn chị Mạnh Giáp nhá, 140. Đây nếu mà lấy ren tầm be thì comment cho em nhá. Đây này cho chị xem gần cái chất ren đẹp. Phân phân hồng màu be. Đi trang đẹp à? Đẹp chưa? Phân vân hồng với màu be. Màu hồng đẹp, màu hồng trẻ trung. Be thì nhã nhặn hơn. Ai? Ai học này? Đâu có xem nào? Nhà này làm, chút này chảy tóc. Em ở biết làm tóc rồi này. Quần giả váy màu đen này là 140. Quần bò giả váy đây. Con bé này làm mẫu. Quần bò giả váy đây này chị Anh Trâm này. Quần bò giả váy là 140 nhá, quần u mì cũng thế nhá. Đây rất là đẹp luôn. Quần bò giả váy này là 140 này. Chị nào lấy đi comment cho em nhá, có size ML. Size M thì các chị tầm khoảng 50-51 cân quay đầu. 51-52 cân, size L thì khoảng 55-56 cân. Áo trắng em đang mặc nhé, rồi ok, chốt cho chị Phinh Bùi áo trắng em đang mặc này. Đẹp cực kỳ luôn, 50 cân. Hàng mới chắc sang tuần chị ơi. Quần bò giả váy đấy là chun. Hôm nọ mình mua áo rồi, bây giờ mình mua thêm quần có giảm giá không? Hàng nhà em sale rồi mọi người yên tâm. Không thể giảm giá được tại vì là không thể giảm được hơn nữa.
đây. Làm gọi là sập sập sàn luôn rồi. Lỗ vốn nặng rồi các chị ạ. Chị nào thích áo ven không này? Đây nha, chị thích áo ren thì chốt mã nha, đang mặc cực đẹp luôn. Đây. Mặc áo ren em đang mặc đây, phối với chân váy nhá. Em mặc chân váy cho mọi người xem. Quần bò giả váy là 140 nhá chị Thanh Bùi nhá. Áo ren em đang mặc không có đen. Áo đang mặc là 90k. Dành cho các chị chia sẻ like. Quần có size nhé chị Anh Trâm nhá. Đây, áo ren em đang mặc ở đây này. Mặc với chân váy ren nhá. Chân váy pha ren quá đẹp luôn. Áo là 90k, chân váy là 140 nhá. Chân váy bên trong có quần đó mọi người nhá. Áo là 90, chân váy là 140 này. Giá set là 230 nhá. Đấy. Cả set rất là xinh luôn. Có chị nào chốt không nào? Quần có size chị Anh Trâm chắc mặc quần size M thôi. Bốn tám cân mặc vừa chị ơi. Bốn tám cân mặc vừa này. Có chị nào lấy chốt set như em đang mặc không? Đây quần giả váy này cũng đẹp. Quần giả váy bốn cúc này cũng đẹp này. Có chị nào chốt nào? Không rộng đâu chị Anh Trâm ơi, chị yên tâm nhá. Chị Anh Trâm bao nhiêu cân nhá? M không rộng đâu nhá chị nhá. Hôm nào em chọn size quần các chị em biết rồi. Hôm nay size quần bò em gửi cho chị size 30, 29, 30 gì thì phải. Quần M không rộng nhá. Quần giả váy chị mặc vừa này, nếu mà chị Anh Trâm lấy thì chốt cho em nhá. 47 cân không rộng đâu. Không rộng, yên tâm là không rộng ạ. 47 cân nhưng mà chị cao 1m5 mà. Áo 50 cân vừa. Đây nếu mà lấy thì chốt cho em, tại vì là 47 cân nhưng mà chị cao có 1m5 mấy thôi đúng không? Đấy. Còn tùy chiều cao nữa mà. Đấy, cao 1m50 thôi thì 47 cân mặc quần size M là quá hợp lý rồi. Áo em đang mặc chỉ có màu trắng thôi các chị nhá, em nói rồi mà. Chỉ có màu trắng, em sell nốt là 90k. Từ khoảng 50 cân quay đầu là vừa, 50-51 cân quay đầu là vừa. Đấy, 48 cân chị vừa thoải mái. Đấy nên là chị 47 cân cao 1m50 thì mặc size M là quá hợp lý luôn rồi. Nếu mà lấy thì chốt cho em nhá. Đây quần váy này nào, quần váy này chất u mì co giãn này. Còn size S này các chị này, size S nhá. Đây là quần váy cúc. Các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu mặc vừa.
Rồi ok, em chốt cho chị thêm quần này mờ nhé chị Anh Trâm nhá. Đấy, quần này mờ này. Rất là đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Ơ, Anh Trâm rồi nhá. Anh Trâm phải chốt cái quần xanh ấy. Không đẹp không lấy tiền luôn. Yên tâm, hàng đẹp giá rẻ. Màu này là màu nhạt chị ơi. Màu này màu nhạt. Mặc màu nhạt cho nó trẻ. Màu đậm em hết rồi. Màu này màu trẻ mà. Đây có chị nào lấy set đi, em đang mặc không này. Mua rời áo là 90 nhá. Chân váy là 140. Đây, set quá đẹp luôn. Các chị tầm khoảng từ 45 đến 50 cân thì mặc set này đẹp này. Set này quá xinh luôn. Các chị đi chơi này, đi tiệc này, đi ăn cưới này, đi nói chung là rất là đẹp, đi làm cưới rất là đẹp. Chị đường chị ta phao đi. Chị nào? Đi các con này nhé. Đây nhá, ai lấy quần váy này thì comment cho em để qua mẫu. Đây quần váy cúc này rất là đẹp luôn. Dáng trẻ trung. Một áo ren màu be nữa. Đây, đây là váy có S màu ạ. Cân 1m57 thì mặc váy size M. Đây nha, tiếp mã áo ren này là cái này. Đây, tiếp cái mã ren này rất là đẹp này. Đây, em be này rất là đẹp luôn. Em be này 90k nhé mọi người nhé. Theo 80 cho các chị này. Theo 80 cho các chị 50 cân quay đầu. 50-51 cân quay đầu này. Như cô Trang họ 52 cân rất là vừa. Tùy. Đây màu be nhé. Ai lấy be thì comment be cho em. Cổ nở rất điệu luôn. Đấy. Nở rất là điệu nhá. Chào chị Kim Thoa. Xem muộn đấy chị. Hôm nay chị lại vào muộn thế. Mỗi mẫu thì em chỉ còn một chiếc một màu thôi. Tại vì là lẻ size lẻ số rồi. Nên là em sale. Em sale rất là rẻ luôn. Kèm số điện thoại cho em. Cho chị xét. Chị Tâm Mai lấy xét áo trắng váy đen à, hay là lấy như nào thì comment cho em để em chốt nhá. Áo trắng hay là áo màu be này ạ. 50 cân 1m57 chị mặc chân váy mờ. Rồi ok, áo trắng chân váy mờ nhá. Chốt chân váy size mờ chị nhá. 50 cân 1m57 mặc chân váy size mờ. Cho em xin số điện thoại chị ơi. Em xin số điện thoại nào để em chốt này.
chọn nhá. Còn một kem nữa thôi. Rồi ok, và em đang mặc. Hàng nhà em sale rồi chị ơi. Em không lãi lời được bao nhiêu đâu, sale này là sale lỗ vốn mà. Cái áo thun màu hồng treo màu đen không? Cái đấy không màu đen đâu chị ạ, sale 50k nhá. Em sale lỗ vốn rồi làm gì còn được lãi lời nữa. Cái hàng này là hàng 100 mà em sale 80k em còn lỗ luôn đấy các chị ạ. Em không nói thách mọi người đâu. Ship tỉnh ship code Tuyên Quang là 20k chị ơi. 20k nhá. Đấy cộng thêm hỗ trợ ship cho mọi người lỗ vốn luôn. Thứ năm nhận được không? Nếu mà chị ở gần đường ấy thì em gửi xe khách cho hoặc là xe buýt cho, nếu mà chị tiện nhận ấy. Nếu không tiện nhận thì em sẽ gửi em gửi bưu điện cho. Ngày mai là thứ tư rồi, không biết, chắc là thứ năm nhận được thôi. Tại vì em cũng ở Tuyên Quang nhưng mà em lại ở Hàm Yên cơ. Đấy, nếu mà chị gửi xe buýt hoặc xe khách thì em sẽ gửi cho chị. Thì một lúc là nhận được thôi, 20-30 phút là nhận được thôi. Còn nếu mà chị không tiện đón xe ấy, thì em sẽ gửi bưu điện cho. Thì chắc là hôm trước hôm sau nhận được. Em cũng đoán là như thế. Tầm mai. Nếu mà lấy đi cho em xin số điện thoại để em chốt. Gửi xe thì em chỉ cần chủ động qua đó. Đấy, gửi xe mọi người chủ động đó. Động đón xe. Sơn Dương. Sơn Dương, xe buýt có đi Sơn Dương không nhỉ? Thế thì không rồi. Xe buýt ở chỗ em thì không đi Sơn Dương đâu. Sơn Dương thì em ship COD cho. Ở Hà Nội thì tầm khoảng thứ 6 hoặc là thứ 7 nhá. Tại vì là mai em mới chốt hàng thì em gửi bưu điện thì ít nhất thì thứ 6 với thứ 7 mới nhận được ạ. Rồi chốt cho chị Tâm Mai này. Đấy, nó còn tùy bưu chứ em phụ thuộc vào bưu. Chị em không phải đi chốt nên là không ấy được. Đấy. Chị ơi lung linh ở Hà Nội này. Tại vì em không đi ship. Các chị ở xa là sao em đi ship được? Còn tùy nhân viên bill các chị ạ. Đấy, còn tùy nhân viên bill. Tại vì là có khi là có bill nó quá tải đơn thì nó cũng thư thư ra 1-2 ngày thì họ mới ship được hết đơn cho mọi người ấy. Nên là các chị thông cảm giúp em nhá. Ở Hà Nội thì chẳng khoảng 2 ngày. Rồi chốt cho chị Tâm Mai một áo trắng với một chân váy size M này. Chào chị Hoa Lung Linh nhá. Chân váy đen chưa có size S đâu chị ơi. Khỏe á?
Ừ, có cái chân gấu ren chạy ấy. Không biết rồi. Nhanh lên. Chân váy là quần giả váy. Đúng rồi, bên trong có quần. 1m65 nặng 60 cân không có chị ơi. Không 977 này. 043 797. Nhớ gửi lại nhé, đơn Facebook cho chị xem nhé, kết bạn DM ơi. Chị có thể ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nhá, tí nữa em sẽ chấp nhận kết bạn đấy chị nhá. Gửi cho chị đến địa chỉ này nhé, đâu có nhìn thấy địa chỉ hiện lên đâu chị. Mai em sẽ gọi điện chốt đơn nhá. Sáng mai em sẽ gọi điện chốt đơn, các chị có đơn là nhớ chú ý điện thoại giúp em. Đây, mọi người có đơn là nhớ chú ý điện thoại giúp em nhá. Chân váy này có S này, chị Vũ Dung Quân này. Cái mẫu này có S này. Đây, cái mẫu này có S nhá. Mẫu ren kia thì chưa có S. Đây nha, áo như em đang mặc này. Còn một chiếc nhá, còn một màu. Đây, mã này các chị 55 cân quay đầu này. 55 cân quay đầu nhá, từ 45 đến 55 cân quay đầu. Comment hoa nhá, sale 90k nhá. Comment hoa kèm số điện thoại cho em, sale là 90k. Chân váy đấy cũng là... Chân váy này bao nhiêu tiền nhỉ? 160. Sale là 150 chị ơi. 140k, tôi chèm lỗ. Lỗ vốn. Hàng này hàng 160. Size S đây. Còn một size S. Chất cực đẹp luôn. Một trăm tư nhé chị nhá. Xe lỗ vốn luôn. Này S này. Bốn mấy cân thì mặc được cái S. Bốn mấy cân thì mặc được. Hoa nhe đang mặc này các chị này. Hoa nhe đang mặc nhá. Đấy. Rồi ok, chốt cho chị Vũ Dung Quân. Chị có bốn mấy cân thôi mà. Eo 62 vừa chị ơi. Chị có bốn mấy cân. Ôi nhờ chị cũng eo 62, em eo có 60 rồi, sao chị mặc quần như em mà vẫn gọn nhỉ, quần size bé hơn em. Mẹ eo bằng mà. Em đây chị ơi. Em đây chị Mai Mai này. Đây nha, áo là 90k nhá. Chị nào lấy đi comment áo cho em. Chân váy như nào mà có bán này. Chân váy là 140 này, áo là 90 này. Chị Nga Trần bảo em mặc chị vừa không? Chị Nga Trần vừa nhỉ? Nga Trần vừa. Vừa nhá chị nhá. Còn một cái thôi, xeo nốt 90k, màu này đẹp này. Đây cái này các chị mặc đi làm được đấy. Cái tay này nó thả ra này, cái tay nó dài này đây này.
là đến cái chốn vai. Tay cái này các chị đi làm mà vẫn được. Mà. Dáng này công sở mà đây này. Mọi người chị Nga mặc đi làm vẫn được. Thả ra cái tay này nó dài này. Nó không cộc như thế này đâu. Đấy. Mọi người mặc đi làm nhá, nó cũng có một tí tay như thế này. Các chị mặc đi làm vẫn ok mà. Khách của em toàn mua mặc đi làm. Còn mặc đi chơi thì các chị rút vào như này cho nó mát. Đa năng. Nếu mà chị Nga lấy thì comment hoa cho em nhá. Rất là đẹp luôn. Hoa kèm số điện thoại cho em. Đây em có cái mã chân váy ren này, đẹp này. Chân váy ren này các chị này. Mặc lên với sơ mi đẹp cực kỳ luôn. Mà form của cái này đẹp nhá. Mặc lên rất là nâng mông, xem được chưa này. Đây. Rồi ok, chốt cho chị Nga nhá. Chị vừa mà. Đây. Chị Nga vẫn dùng số điện thoại cũ hay là đổi số? Nếu mà đổi số thì cho em đi số điện thoại. Nếu mà số điện thoại cũ thì thôi không cần. Đây nha, chân ren rất là đẹp này, xem 140 cho các chị này. Chị Nguyễn Nga ơi, hỏi chân váy hay hỏi gì ạ? Chân váy này thì em có size S với lại size M. Size S thì dành cho các chị tầm khoảng 48 cân. À không có S nhỉ. Size M với size L. Size M dành cho các chị tầm khoảng 48 49 cân quay đầu. Size L dành cho các chị tầm khoảng 54 55 cân quay đầu nhá. Rồi ok, thì dùng số cũ thì em không cần xin lại số đâu. Chị mã vừa. Chị mặc vừa không? Chị trước tổ chị mặc vừa. Con mặc thoải mái. Chắc là chị vừa ấy, chị trước tổ ạ, tại vì em mặc thoải mái mà. Size L chắc vừa. Em thì mặc thoải mái, con mặc thì bụng rộng. Chồng biết là có vừa không? Những cái này nó quanh nhiều. Size M không vừa ạ. Áo em hết rồi. Đây. Size M chứ không vừa đâu. Chị Vũ Dung Quân, em mặc cái chân váy này cho mọi người xem. Số với cái chân váy kia xem bụng rộng hay bằng nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em mở chắc là không bao giờ được. Em mở thì nó không hơn nhau bao nhiêu đâu. Rộng nhau khoảng 2 cân bụng. Váy treo màu da kia là 140 chị Hằng Bi ơi. Size M sợ rộng ấy chị ạ. Nó rộng hơn khoảng 2-3 cân. Chị có 43 cân đúng không? Để chuyến sau em lấy S cho. Để mai ngày mấy hôm nữa? 3-4 hôm nữa em đi lấy hàng để em lấy S cho. Tại vì đằng nào chị cũng chưa cần đến ý, mặc rộng lại phải đi sửa bất công. Đây nhá, cái dáng này lên rất là đẹp này các chị này. Dáng váy này lên rất là đẹp. Hiện tại là em còn size M với lại size L. Đây, mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn đúng không? Đây, rất là đẹp luôn, ôm body nhá. Size M dành cho các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu và size L dành cho các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu. Chị nào lấy đi comment nhá. Comment size kèm số điện thoại cho em. Áo như em đang mặc sale nốt là 120, còn một chiếc 55 cân quay đầu này. Chân váy đẹp không các chị? Bên trong là chất u mì nhá. Áo này thì em chỉ còn duy nhất một chiếc thôi. Còn một chiếc size M thôi. Áo là 120. Có chị nào lấy chân váy hay áo thì comment cho em. Chân váy thì đẹp lắm. Ừ, chị mặc đi làm đi chơi đi xinh. Rồi, đi làm đi chơi xinh. Phong của nó rất là đẹp. Phong này mặc nâng mông, nói chung là đẹp, thực sự là đẹp cái váy này. Áo không có màu khác. Nào có chị nào lấy áo thì comment nè. Chị nào lấy áo thì comment cho em nhá. Em like nốt mã này rồi nghỉ nhá mọi người nhá. Ai chốt thì sau like có thể xem lại like nhá. Xem lại like, chụp ảnh màn hình inbox cho em. Xin chào tất cả mọi người nhá. Còn đăng này đó chị ai cần đơn mang thôi. Đây em bán nốt cái mã quần lanh này cho mọi người này. Các chị có đơn rồi mai tiện tốt luôn, mai cứ gửi cho chị chân váy size này, size M cũng được, thế gửi luôn à chị, thế cái đơn hôm qua hôm kia thì cái đơn hôm kia thì để thà để đến hôm nay em gửi luôn cho chị. Đấy em không vừa đâu, sợ chị mông to thật. Cái váy này chỉ có bụng rộng thôi chứ mông nó không rộng lắm. Đây nhá, em sale nhá, quần lanh 50k một đôi này. Có bi này các chị này. Có chấm bi nhá. Mã này các chị 52 cân quay đầu vừa. Bi này. Đỏ này. Chị Hương ơi, chân váy này là 140 đấy, chị Hương mặc được này. Form của nó đẹp lắm chị Hương ạ. Hương đi làm chốt cả phép này mà. Form này đẹp này, chị Hương lấy cái chân váy này mà đẹp thực sự luôn, thực sự đẹp. Cái nào đẹp em phải dám bảo các chị. Rất là đẹp luôn. Bi này nhá. Bi này 50k một đôi quần nhá. Hoa đỏ này. Hoa này hoa đỏ nhá. Rêu nhá. 50k một đôi nhá mọi người nhá. 50k một đôi này, gấu ren rất là đẹp luôn. Các chị 52 cân quay đầu vừa. Đây, rêu này. Vàng này. Có size M, chốt cho chị Hương size M nhá.
Trường thì mặc phê mở thôi. Rồi cho chị mạnh giáp đi này. 35 cân, 35 cân vừa chị. Cô Phương ơi, 35 cân vừa. Đây màu vàng này, thổ cẩm màu vàng. Thổ cẩm màu đỏ. Thổ cẩm màu rêu. Và bi. Đấy em có 4 màu. 52 cân quay đầu vừa. Mẹ tốt chứ người dân phải xem mờ đi. Mẹ vừa ném thì phải xem mờ ra ngoài này. Chị Hường ở Hà Nội. Cứ ghi là chị Hường Hà Nội là được mà. Không phải chị Hường đấy. Quần này em có 3 màu, 4 màu. Đỏ này, hoa đỏ này, hoa rêu này, hoa vàng này và bi. Cô Phương lấy 4 cái nhé. Con cô Phương cho mặc vừa. Cháu chốt cho cô Phương 4 cái, 4 màu nhá. Mai cháu gửi chỗ chị Thắm nhá. À mai là nào lên đấy ạ. Mai cháu lên cháu cầm cho. Cô Phương Hoàng ấy. Cô trẻ. Mai lên cô trẻ. Mai lên đổi trẻ luôn. Mai mang quần lên đổi trẻ nhá cô nhá. Nào có chị nào chốt không nào? Hết bi rồi. Chỉ còn vàng, xanh rêu với đỏ thôi. Vàng này đẹp mà. Cho chị màu đỏ màu rêu nhé. Rồi ok màu đỏ màu rêu nữa. Mạnh giáp ạ. Cái này các chị mặc ở nhà sướng mà. Có cả túi nữa. Quần có cả túi này. Túi sâu nhá. Túi sâu mọi người đựng điện thoại thoải mái luôn cơ. Có áo. Áo nhá cháu có áo phông ấy. Áo phông ấy cô. Quần này thì không có áo đâu. Đây rất là đẹp luôn. 50k 2 cái ơi rẻ. Để sốc luôn. Đây 50k 2 cái này. Chị Trang ơi mai em gửi hàng nhá, chị Đặng Trang nhá. Đây màu rêu này, màu đỏ này, màu vàng này, em nhận được quần rồi. 50k 2 cái nhá, các chị 52 cân quay đầu nhá, chị nào lấy không nào? Chị nào lấy thì comment cho em này. 50 51 cân thoải mái luôn. Quay đầu. Quần chun mà kể cả 35 40 cân vẫn mặc được. Ba màu nhá. 50k 2 cái chị nào lấy thì comment cho em. Màu hoa đỏ này. Rêu này. Vàng này. Chị lấy một bi với lại là hai thổ cẩm. Áo phông cho cô hai chiếc cho con gái cô nhé. Hai chiếc cho con gái cô. Lấy màu cam này đẹp này. Sợ cổ gặp không? Cô có cái màu cam này đẹp này. Con gái cô mặc được này. Con gái cô lớn phết rồi đấy. Xinh gái không? Đấy, cái màu cam này được này. Lại cái nào nữa nhỉ? Một cái thì con làm đẹp lắm đấy. Cái màu đỏ ấy. Đây cái màu đỏ này được này. Cái màu đỏ này được này cô ạ. 40k. Rất là mát luôn. Cúi mặt được. Cái màu đỏ này được cái cô này. Đấy thì trẻ thì mặc cái mã đấy đi. Rồi ok, đỏ, rêu và bi, ok chị.
Đây đỏ này, cô này. Đỏ với cam này cô lấy, mai cháu mang lên cho em. Cho chị rêu bi. Hết đi rồi. Còn rêu gì ạ? Còn rêu vàng với đỏ. Rêu vàng đi. Rồi ok, cô ok này. Cháu mang lên nếu mà được, em thử được thì lấy. Còn rêu vàng đỏ chị Nga ơi. Vâng, rồi ok, thêm hai ở đấy cho cô. Áo cam là 50, còn áo đỏ là 40. Màu đỏ này, màu rêu này, màu vàng này chị Nga ơi. Hết bi rồi, hay lấy rêu vàng nhá. Chị không lấy quần bi. 140k nữa nhé. 120 thôi chị Mạnh Đáp, không phải hàng 140 đã bỏ quần bi 120 ra. Hết pin rồi. Dạ. Quần bi là 120 thôi, đỏ và rêu rồi ok. Chỗ Thanh Hải đỏ với rêu này. Đâu chỗ Thanh Hải chỗ này. Chị Hải ơi, chiều nay chị lấy quần bò giấy size M đúng không? Áo em vừa dơ là 40k, chỉ có đỏ thôi chị ạ. Chiều nay quần bò giấy đấy chị lấy size M đúng không? Để em chốt. Cái này nó có cả size L ấy chị ạ. Chị ơi, hết rêu rồi. Bây giờ lại còn vàng. Đến lúc lấy rêu thì hết rêu. Thế thì chỉ còn vàng thôi chị Nga ơi, hết rêu rồi, em vừa chốt đỏ với rêu cho chị Hải rồi. Còn nguyên vàng. Còn nguyên vàng chị Nga, vàng đẹp mà. Vàng đẹp lắm, màu ngoài nhìn nó thuộc cẩm đẹp. Màu bên ngoài nhìn đẹp, em thấy màu vàng còn đẹp nhất luôn đấy. Điện thoại hết pin rồi. Đây nhá, vàng rất là đẹp luôn. Hay chị chốt vàng đi. Các chị ơi, nếu mà mọi người mua gì thì cứ inbox cho em nhá. Cứ inbox cho em nhá, tại vì là nó hết pin rồi, em sẽ xin phép nghỉ ạ. Xin chào tất cả mọi người, chúc các chị ngủ ngon nhá. Em mai em chụp đồ chip lên, các chị mua kèm đơn thì các chị mua kèm luôn. Mai em chụp đồ chip, các chị mua kèm đơn nhá.